Và ở nơi đấy thì Hạnh cũng đã có được rất là nhiều những cái giá trị. Nhưng mà có hai cái thứ mà Hạnh chưa đạt được, đó chính là giá trị và sức khỏe. Sức khỏe và sự tự do. Thì thực sự rằng là cái cơ duyên đủ lớn thì lúc đấy là Hạnh biết về thông tin về sản phẩm của Siberia. Và thực sự là gọi như là đúng là hữu duyên thiên lý thì năng tương ngộ. Tại vì khi đấy thì đúng là mình lại đang gặp cái sự cố về sức khỏe đó, mặc dù là nhân viên y tế đấy, nhưng mà lại gặp cái vấn đề về sức khỏe, đó là Hạnh bị đau cột sống thắt lưng từ lúc mà rất còn trẻ. Từ khi mà Hạnh nhớ là lúc đấy Hạnh mới có 27 tuổi thôi. Mà thường thì tất cả anh chị em của chúng ta thấy đấy, thường là tuổi thoái hóa xương khớp thì chắc là phải ngoài 40, nhưng mà Hạnh thì 27 tuổi đã bị rồi. Và cũng nói chung là cũng ròng rã chữa rất là nhiều các cái phương pháp đông tây y kết hợp, nhưng mà không cải thiện được giống như mà mình mong muốn. Thì khi mà biết đến Siberia thì bằng cái con mắt của một cái người trong ngành á, thì Hạnh thấy rằng là à, đây là một cái sản phẩm mà mình đang đi tìm kiếm. Và lúc đấy thì mình đã cho mình cái cơ hội trải nghiệm sản phẩm đúng đủ đều. Và sau 3 tháng thì mình thấy một cái kết quả nó rất là thuyết phục. Đó, và từ cái niềm tin sản phẩm thì mới tìm hiểu sâu về chính sách kinh doanh. Và rất là biết ơn thủ lĩnh quốc gia Phan Nguyệt và đội ngũ S69 Sài Gòn đã giúp cho Hạnh càng ngày mình càng tự tin và mình càng trưởng thành hơn trên cái con đường Siberia. Và ngày hôm nay thì thực sự là Hạnh đã chọn Siberia là sự nghiệp của mình. Và sau hơn 1 năm đồng hành thì Hạnh cũng đã trở thành nhà tư vấn chuyên nghiệp của tập đoàn sức khỏe Siberia. Đó, cũng đã được bước chân vào dự án xe hơi, được nhận xe hơi bông tuyết của tập đoàn. Đấy, và ngày hôm nay thì rất là vinh dự để có thể chia sẻ với tất cả anh chị em của chúng ta cái cơ hội của Siberia. Thì tại sao cơ hội của Siberia lại được gọi là cơ hội làm chủ cuộc sống? Thì như anh chị em của chúng ta cũng đã biết đấy, nếu như mà chúng ta muốn làm chủ về cuộc sống của mình thì cái điều đầu tiên á, chắc chắn nó phải là làm chủ về sức khỏe, đúng không cả nhà? Đó, khi mà chúng ta có sức khỏe rồi á thì chúng ta sẽ có hàng ngàn ước mơ, và mình có sức khỏe rồi thì mình có thể thực hiện được tất cả những cái mục tiêu khác trong cái cuộc sống của mình. Đấy, từ mục tiêu đó là nhà này, xe này, rồi tất cả những cái mối quan hệ chất lượng, rồi mình có thể đạt được rất là nhiều những cái ước mơ hoài bão mà các cái công cụ khác thì mình không thực hiện được. Đây chính là cái biểu tượng của chú chim đại bàng đang sải cánh bay ở trên bầu trời. Đó, biểu tượng của cái sự tự do. Thì khi mà đến với Siberia thì chúng ta sẽ có bốn cái sự lựa chọn, và ở đây rất là công bằng giống như nhau cả nhà nha. Sự lựa chọn thứ nhất đó chính là mình trở thành một cái người tiêu dùng thông minh khi mà mình lựa chọn Siberia là một cái tập đoàn để giúp mình chăm sóc sức khỏe. Đó, thì mình mua hàng và mình sẽ được công ty ưu tiên cho khách hàng thông minh, đó là 25% trước thuế trên đơn hàng. Và mình được dùng cái số tiền này để mình tiêu dùng cho cái đơn hàng tiếp theo. Và cái sự lựa chọn thứ hai đó chính là mình coi đây là một cái cơ hội để mà mình làm thêm. Đấy, thì anh chị em của chúng ta sẽ có cái cơ hội có thu nhập từ 12 cho tới 22 triệu. Và cơ hội thứ ba đó là mình lựa chọn đây là một công việc chính. Mình dành 8 tiếng của mình trong một ngày để mà mình đồng hành với Siberia, thì mình sẽ có cái cơ hội có thu nhập từ 40 đến 5 triệu. Và cái cơ hội thứ tư đó chính là mình coi đây là một doanh nghiệp lớn để mình có thể phát triển ra các cái thế giới, các quốc gia trên thế giới, tại vì là Siberia đã có mặt ở 65 quốc gia trên thế giới rồi. Thì bản thân Hạnh cũng vậy, Hạnh đến đây đầu tiên á, lúc đầu tiên mình là một cái người đi tìm cái giải pháp sức khỏe, và Hạnh chọn đó là mình trở thành một cái khách hàng thông minh của Siberia. Và sau khi mà mình có niềm tin vào sản phẩm thì Hạnh đã lựa chọn cái sự lựa chọn thứ hai. Đó, lúc đấy Hạnh đang làm ở bệnh viện. Đó, và Hạnh lựa chọn đây là một cái nguồn thu nhập bổ sung. Nhưng mà thực sự rằng là khi mà mình nhìn rõ được cái bức tranh của Siberia thì Hạnh đã thấy rằng đây chính là cái cơ hội và chính là cái mà mình đang đi tìm kiếm bấy lâu. Chính vì thế thì Hạnh đã quyết định là đốt cái con thuyền làm công ăn lương 15 năm ở bệnh viện để Hạnh xây dựng sự nghiệp ở Siberia. Đấy, thì Hạnh đã toàn tâm toàn ý để mà đồng hành cùng với Siberia, và chắc chắn rằng là mình sẽ sở hữu cái doanh nghiệp quốc tế tại Siberia. Và đến với cái sự lựa chọn đầu tiên á, thì cả nhà mình thấy ở trên màn hình á, đây chính là hai ta sức khỏe chủ động. Cái hộp trà Zogo này này giúp chúng ta có thể thải độc hệ tiêu hóa, và anh chị em của mình á, chỉ cần tối ngày hôm nay á, dùng cho Hạnh một cái tép trà thôi, ngày mai
sáng ngày mai là mình đã cảm nhận được cái tốc độ đào thải của nó như thế nào rồi. Đấy, và cái đứng bên cạnh đó chính là cái bộ ba thanh lọc, giúp thanh lọc ở cấp độ tế bào cả nhà ha. Thế và tổng hai cái sản phẩm này á thì nó chỉ có giá là 655.000 thôi. Đấy, và ngay ngày hôm sau thì mình đã có ở trong quỹ sức khỏe của mình là 164.000, và mình được dùng cái số tiền này để mình tiết kiệm cái đơn hàng thứ hai khi mà mình mua để mình tiêu dùng tiếp. Và cái cơ hội thứ hai này thì sẽ cho anh chị em chúng ta một cái nguồn thu nhập bổ sung từ 12 cho tới 22 triệu. Khi mà anh chị em của chúng ta đang có một cái công việc chính rồi đấy, nhưng mà mình có những cái thời gian rảnh này, mình có thể dành từ 2 tới 3 tiếng và nghiêm túc mình làm việc với Siberi, thì Hạnh chắc chắn là mọi người sẽ đạt được cái thu nhập này. Và không những thế thì mình lại còn được đào tạo miễn phí. Đó, mình có mặt tại các cái câu lạc bộ tư vấn viên trưởng này, thế rồi tại các sự kiện của tập đoàn đấy, giúp để chúng ta có thể tăng trưởng bản thân. Và cái cơ hội thứ ba chính là coi đây là một công việc chính. Khi mà chúng ta dành cái thời gian cả ngày của mình để mình đồng hành cùng với Siberi đó, thì mình sẽ sở hữu được cái thu nhập từ 40 triệu cho tới 105 triệu. Đó, và đặc biệt rằng là mình được tham gia vào các cái chương trình khởi động nhanh với cái giá trị từ 15 triệu cho tới 250 triệu đồng. Và một điều đặc biệt đó chính là mình được tham gia cái dự án xe hơi. Đấy, giống như bản thân Hạnh ấy, thì sau hơn một năm là Hạnh cũng bước chân vào dự án xe hơi. Và ngoài xe hơi ra thì còn có các cái phần thưởng du lịch rất là hấp dẫn nữa. Đấy, và cái quan trọng nhất và Hạnh thấy tâm đắc ở đây đó chính là mình được đào tạo phát triển bản thân để trở thành những cái leader, trở thành những cái doanh nhân và làm chủ chính cái doanh nghiệp của mình. Và cái cơ hội thứ tư đây chính là mình coi đây là một doanh nghiệp lớn. Đó, không những chỉ phát triển ở Việt Nam mà mình phát triển ra thế giới. Và mình sẽ đạt được cái thu nhập đó chính là trên 210 triệu. Và ở Siberi thì có rất là nhiều người đã đạt được cái thu nhập này rồi cả nhà. Đấy, và mình sẽ có cái thu nhập với nhiều cái nguồn ngoại tệ khác nhau. Đấy, và phần thưởng của công ty khi mà chúng ta đi hết sơ đồ trả thưởng ấy, nó lên tới 15 tỷ đồng. Và cái phần thưởng danh giá cho thủ lĩnh quốc tế đó chính là căn biệt thự Hy Lạp trị giá 8 tỷ tư. Và ở Việt Nam của chúng ta thì đã có thủ lĩnh quốc tế Trương Huy Cường đã đi hết sơ đồ trả thưởng và sở hữu cái phần thưởng đấy. Và nhắc đến Siberi thì chắc chắn là tất cả tư vấn viên của Siberi đều nhớ đến cái câu slogan, đó chính là thực sự Siberi, thực sự sáng tạo và vì cộng đồng. Và bản thân Hạnh cũng vậy, rất là tâm đắc cái giá trị này. Tại sao lại nói là thực sự Siberi? Đó, vùng đất Siberi á, như anh chị em của chúng ta đã được coi cái video vùng nguyên liệu thì mọi người thấy đấy. Đây là một cái vùng đất mà nó gấp 40 lần đất nước Việt Nam của chúng ta. Và mùa đông thì âm 70 độ C và mùa hè thì dương 40 độ. Đó, thì một cái sự chênh lệch nhiệt độ khắc nghiệt như thế thì con người rất khó có thể sinh tồn. Nhưng tại sao thảo mộc của Siberi nó lại vẫn có thể sinh tồn và phát triển được? Đấy, chính vì thế thì cái dược lực ở trong cái thảo dược Siberi ấy, nó rất là mạnh. Nên là tại sao mà rất là nhiều người ngỡ ngàng khi mà sử dụng sản phẩm Siberi. Nhiều khi chỉ là cái chai dầu balsam thôi, hoặc là một vài viên Novomin thôi, nhưng mà lại cảm nhận ngay được cái kết quả của nó. Thì chính là cái hoạt tính sinh học ở trong dược liệu nó rất là cao cả nhà. Thế và ở vùng đất Siberi này thì nó lại hội tụ cái hồ nước ngọt Hồ Baikal, là một cái hồ nước ngọt lớn nhất thế giới. Đấy, và theo như các cái nhà khoa học thì người ta nói rằng là nếu như mà trên hành tinh của chúng ta mà bị mất nước á, thì cái hồ này có thể nuôi sống con người của chúng ta trong vòng 4 năm. Đó, một cái nơi mà hội tụ này, đất sạch này, nước sạch này, không khí sạch, đó, tạo nên được những cái thảo mộc sạch và làm cho cái giá trị sản phẩm của Siberi nó là một cái giá trị thật. Đó, ngoài ra thì cái slogan thứ hai đó chính là thực sự sáng tạo. Đó, khi mà Hạnh càng tìm hiểu sâu thì Hạnh đi hết từ cái ngạc nhiên này đến cái ngạc nhiên khác. Ở đây Siberi sở hữu một trung tâm các nhà khoa học đầu ngành của Nga. Đấy, đều cống hiến trong Viện Hàn Lâm Khoa học của Nga. Thế và ngày đêm nghiên cứu để đưa ra những cái sản phẩm, những cái công thức mới để đáp ứng cái nhu cầu của con người. Đó, nên là mọi người thấy không? Khi mà tình hình dịch bệnh kéo đến ấy, thì sản phẩm Siberi ra đời những cái sản phẩm mới để đáp ứng cái nhu cầu và tập trung và tăng cái sức đề kháng, tăng cái hệ miễn dịch để giúp đỡ cho con người vượt qua được những cái giai đoạn mà khủng hoảng trong cái thời kỳ dịch bệnh. Thế và cái giá trị thứ ba đó chính là vì cộng đồng.
đó. À, bà chủ tịch tập đoàn á, thì bà có một cái khao khát và một cái mong muốn rất là mãnh liệt. Bà mong muốn rằng là à, tất cả mọi người ở trên thế giới này đều có cơ hội để sử dụng sản phẩm Siberi. Đó, bình thường mà chúng ta thường là chúng ta thấy rằng là à, những cái người giàu đúng không? Mình thấy rằng là à, người ta có tiền này, có kinh tế này, người ta mới có thể sử dụng những cái sản phẩm này để chăm sóc sức khỏe. Nhưng mà à, đối với Siberi thì không ạ. À, cái người giàu, cái người trung bình sử dụng là cái điều đương nhiên, nhưng mà bà mong muốn rằng là cái người mà nghèo nhất ở trên thế giới họ cũng có cơ hội sử dụng sản phẩm Siberi. Chính vì thế thì à, sản phẩm của Siberi là giá cạnh tranh vô đối ở trên thị trường đó. Và lý do vì sao mà cái giá của nó lại hợp lý như thế thì anh chị em của chúng ta hãy dành cái thời gian để mình tìm hiểu sâu hơn cả nhà nha, để mình trả lời được cái câu hỏi này. Thế mà cả nhà biết sao không? À, trong tất cả những cái quá trình mà nghiên cứu sản phẩm á, thì không có nghiên cứu và à, có nghĩa là không có thử nghiệm ở trên động vật. Đấy, mục đích là à, luôn luôn là đưa cái an toàn lên trên hàng đầu. Thế mà tất cả những cái bao bì sản phẩm á cả nhà, tất cả những cái bao bì sản phẩm của Siberia á, đó thì nó đều là những cái vật liệu thân thiện với môi trường. Và khi mà chúng ta sử dụng xong ấy, à cái bao bì này nếu mà chúng ta có để ra ngoài môi trường ấy thì nó đều tự phân hủy trong cái thời gian rất là nhanh và không gây hại cho môi trường của chúng ta. Đấy, và đây chính là cái lịch sử hình thành và phát triển của tập đoàn sức khỏe Siberi. À, ra đời từ năm 1996 tại Nga. Thế vào năm 2009 thì đã có mặt tại Đức. Đấy, và cũng đã có mặt tại Mỹ rồi. Thế và bản thân Hạnh thì khi mà Hạnh thấy rằng là Đức và Mỹ là cái nôi của thực phẩm chức năng, và tất cả những cái sản phẩm để mà nhập khẩu được vào hai cái thị trường này á, thì phải tuân thủ một cái quy định nó rất là nghiêm ngặt. Cho nên là mình thấy rằng là Siberia đã đạt được tất cả những cái tiêu chuẩn của quốc tế này thì không có lý do gì người Việt Nam như chúng ta lại không yên tâm về chất lượng. Chính vì thế thì mình đã tin tưởng tuyệt đối và sử dụng sản phẩm. Thế và Siberi thì về Việt Nam vào tháng 9 năm 2013. Đó, và tới ngày nay thì đã có 26 năm phát triển thành công ở trên thế giới. Và tổng sản phẩm thì có tới trên 300 sản phẩm. Và văn phòng đại diện có mặt tại 23 quốc gia. Giống như Việt Nam của chúng ta đấy, là mình có hai văn phòng đại diện này. Thứ nhất là văn phòng ở Hà Nội và thứ hai là văn phòng ở thành phố Hồ Chí Minh. Đấy, anh chị em của chúng ta mà ở gần đó, thì mình hãy tới văn phòng của mình để mình tận mắt chứng kiến cái quá trình, và có nghĩa là quá trình chăm sóc khách hàng này, hay là mình sẽ thấy đến thì mình sẽ nói chung là mình sẽ được trải nghiệm sản phẩm và các dịch vụ của Siberi. Thế và trên màn hình của chúng ta đây chính là hai con người Hạnh thì rất là tâm đắc và rất là yêu quý hai ông bà. Bà là Tatiana Gorokoskaya và bà là chủ tịch tập đoàn. Thì năm 16 tuổi á, khi mà bản thân như Hạnh á, 16 tuổi á, thì lúc đấy còn ngây thơ lắm, chưa có biết gì hết, nhưng mà bà thì đã viết lên trên cánh cửa của mình, đó chính là tôi muốn làm cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn. Mặc dù bà sinh ra trong gia đình cha mẹ đều là viện sĩ, nhưng mà lại không có nối nghiệp của cha mẹ. Và bà từ những cái ngày nhỏ đấy thì bà đã ý thức được rằng là chỉ có doanh nhân mới có thể làm thay đổi thế giới thôi. Đấy, và bà đi theo kinh doanh. Thế và năm 22 tuổi thì bà đã sáng lập ra tập đoàn sức khỏe Siberi và đưa tập đoàn phát triển lớn mạnh cho đến ngày hôm nay. Và đứng bên cạnh của bà đó chính là giám đốc trung tâm khoa học Yuri Gichev. Và ông thì cũng xuất thân trong gia đình rất là danh giá và một cái gia đình nguồn gốc Do Thái. Chính vì thế thì ông rất là thông minh và tài giỏi. Ông có thể thông thạo tới 9 thứ tiếng và có thể đọc được những cái gọi là những cái chữ cổ ở trên da dê ấy cả nhà. Đấy, và ông đứng đầu trung tâm khoa học, lãnh đạo hơn 100 các nhà khoa học và luôn luôn đưa ra những cái có nghĩa là đưa ra những cái ý tưởng mới đấy, để mà giúp cho tất cả mọi người có thể là cùng với lại 100 các cái nhà khoa học và đưa ra những cái sản phẩm mới để đáp ứng cái nhu cầu của thị trường. Và đến với Siberi thì chắc chắn là anh chị em của chúng ta sẽ rất là ngạc nhiên, bởi vì rằng là Siberi nó như một cái siêu thị thu nhỏ vậy đó. Nó bao gồm rất là nhiều những cái sản phẩm giúp cho chúng ta có thể chăm sóc từ trên cho xuống dưới này, từ trong ra ngoài, từ nam lẫn nữ, từ người già cho tới trẻ em đó. Cả nhà có thấy thích thú với cái điều này không ạ? Và cái combo đầu tiên Hạnh muốn giới thiệu với cả nhà đó chính là một cái giải pháp tăng
sức đề kháng phòng COVID, chống ung thư và đột quỵ. Đó, cả nhà thấy không? Khi mà dịch bệnh COVID đến á, thì bản thân Hạnh á, thì mình thấy rằng là nó có nghĩa là nó đến để mà báo hiệu cho chúng ta rằng là chúng ta cần phải nhìn lại chính cái bản thân của mình và nhìn lại chính cái cách sống của mình, cái phong cách sống của mình, mình có đang sống đúng hay không, hay là mình đang sống vội quá. Thì khi mà COVID đến á, Hạnh thấy rằng là tất cả mọi người đều có cái ý thức chăm sóc sức khỏe nó rất là cao. Thế và chính vì thế thì sản phẩm Siberi đã đáp ứng được cái nhu cầu trong cái mùa COVID. Đơn giản chỉ là một cái hộp trà dâu hâu thôi, nhưng mà cũng giúp cho chúng ta có thể thải độc được đấy, để hỗ trợ tăng cái sức đề kháng của chúng ta rất là tốt. Rồi bộ ba thanh lọc giúp chúng ta thanh lọc ở cấp độ nhân tế bào. Cả nhà ha, trên thị trường thì mình có thể là mình nghe thấy rất là nhiều những cái sản phẩm detox, nhưng mà bản thân Hạnh thì Hạnh thấy rằng là sản phẩm của Siberi và đặc biệt là cái bộ ba này này là một cái sản phẩm gọi là thanh lọc sâu, và có nghĩa là trên thị trường của chúng ta chưa có những cái sản phẩm nào có thể thanh lọc được từ nhân tế bào này, mang tế bào này và khoảng không gian giữa hai tế bào. Thì cái bộ ba này nó làm được, và nó lấy toàn bộ tất cả những cái kim loại nặng này, dư lượng thuốc trừ sâu này, thuốc bảo vệ thực vật để giúp cho cơ thể của chúng ta được trong sạch hơn rất là nhiều. Thế và cái hộp màu trắng này đứng bên cạnh đó chính là hộp Novomin, và ngày hôm nay thì nó là Formula 4 đấy, giúp thanh lọc ở cấp độ nhân tế bào và đặc biệt hiệu quả khi mà chúng ta gặp cái vấn đề COVID. Sabenpulite thì giúp chúng ta thanh lọc hệ bạch huyết, cả nhà ha. Đó, bản thân Hạnh thì là mình rất là đau đáu với cái vấn đề đó chính là ung thư của đột quỵ. Tại trong cái quá trình mà Hạnh làm ở bệnh viện thì Hạnh thấy là cái tỷ lệ mà bệnh nhân mắc các cái bệnh mãn tính không lây, ung thư của đột quỵ rất là nhiều. Và một cái con số báo động là trung bình một ngày từ 700 cho tới 900 người ra đi âm thầm vì ung thư của đột quỵ. Đấy, nhưng mà gần như là chúng ta, mình không có để ý đến cái điều đấy. Đó, nhưng mà thấu hiểu được cái điều đấy thì tập đoàn Siberi đã đón, có nghĩa là đã đi đầu cái xu hướng ấy, và đưa ra cho chúng ta những cái sản phẩm này giúp cho chúng ta bảo vệ được cái sức khỏe, và mình phòng bệnh thì còn hơn chữa bệnh. Thế và chương trình thứ hai đó chính là chương trình điều chỉnh trọng lượng với thân hình chắc khỏe. Đó, trước đây thì Hạnh chỉ biết đến những cái sản phẩm đó là thuốc tăng cân hoặc là giảm cân đấy, hoặc là các cái dòng dinh dưỡng như là sữa để giúp tăng cân. Thế nhưng mà ở Siberi thì nó là một cái thức ăn sạch, nó rất là đặc biệt ở chỗ này cả nhà. Đấy, nó sẽ giúp cho chúng ta có một cái cơ thể cân đối chiều cao và cân nặng, cả nhà nha. Đấy, giúp cho cơ thể của chúng ta tăng cơ giảm mỡ và mình khỏe mạnh. Nhưng mà nó có nghĩa là nó khỏe từ bên trong á. Đấy, cơ thể, một cơ thể khỏe là một cái cơ thể sạch từ bên trong. Đó, cơ khớp của chúng ta cũng rất là khỏe. Thì chúng ta có cái bữa ăn sạch này, đây chính là cái hộp Yogo giúp cung cấp tất cả những cái năng lượng. Đấy, và đặc biệt rằng là nó rất là tốt cho những cái người nếu như mà mình bị mắc cái căn bệnh đó là tiểu đường. Đó, thì cái hộp màu hồng này này, Yogo này, nó sẽ hỗ trợ cực kỳ hiệu quả. Đấy, rồi protein giúp chúng ta để tăng cơ giảm mỡ. Đó, thế mà ngoài ra thì có cái chương trình đó chính là sinh lý nam, cả nhà này. Đó, ngày hôm nay thì các anh chị em của chúng ta cũng thấy đấy, các cái anh nam giới ấy, thì chịu cái sức ép rất là nhiều từ công việc này. Nhiều khi là phải giải quyết nó ở trên bàn nhậu, mặc dù là mình không muốn đâu, cũng biết rằng là cũng ý thức rằng là cái việc là chúng ta nhậu này, rồi mình đưa quá nhiều những cái lượng bia rượu vào trong người thì không tốt, nhưng mà vì công việc mà chúng ta phải bán cái sức khỏe của mình. Thế thì Siberi sẽ cho chúng ta những cái giải pháp để hỗ trợ và cải thiện những cái vấn đề đấy. Đó, ngoài cái vấn đề áp lực về công việc thì nhiều khi các anh nam giới còn bây giờ sức ép từ nói chung là trong các cái vấn đề về cuộc sống á, nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều đến cái vấn đề sinh lý nam nói chung và cái vấn đề sinh lý nói riêng của nam giới á. Thì sản phẩm Siberi cho ra đời, đây chính là cái dòng kẽm này cả nhà này, nhìn thì rất là nhỏ bé như thế này thôi nhưng mà cực kỳ hiệu quả. Bình thường thì theo truyền thống á, thì anh chị em chúng ta là thường là sẽ sử dụng hào, đúng không, hào sống để bổ sung cho cái sinh lý nam. Thì ở đây một cái viên kẽm của Siberi á,
nó được so sánh tương đương với 8 con hào sống đó. Và mỗi một ngày anh chị em của chúng chị em á, có thể là giúp cho anh chị em nhà mình chỉ dùng có 2 viên một ngày thôi đó, nó rất là hiệu quả. Nhưng nếu để ăn hào thì chúng ta không thể ăn được với cái lượng như thế, và nếu như chúng ta có ăn như thế thì nó cũng sẽ bị dư rất là nhiều cái thứ không tốt cho cơ thể đó. Thế rồi Fuji Box thì giúp cho chúng ta có cái trái tim nó khỏe mạnh hơn đó, và IQ Box thì giúp cái trí não rất là có nghĩa là mình sẽ tinh anh hơn và mình sẽ tự tin hơn rất là nhiều đó. Và có cái sản phẩm cho nam giới thì chắc chắn là không thể có sản phẩm cho nữ giới, và bản thân Hạnh thì rất là tâm đắc cái chương trình sản phẩm của nữ giới, tại vì cả nhà cũng biết đấy, khi mà mình bị cái căn bệnh đau lưng từ năm 27 tuổi đó, thế rồi có gia đình và sinh xong 2 cháu nhỏ thì cái căn bệnh đấy nó càng ngày nó càng nặng lên cả nhà. Thế nhưng mà Hạnh đã dùng rất là nhiều những cái dòng canxi nhưng mà cái tỷ lệ hấp thu nó không có cao đó. Nhưng mà khi mà Hạnh được dùng cái canxi của Siberia á, đó thực sự lúc đấy mình mới hiểu thế nào là canxi hữu cơ và thế nào là canxi có hoạt tính sinh học cao. Đấy, chỉ cần anh chị em của chúng ta sử dụng cái canxi này thôi này, đặc biệt là phụ nữ sau sinh ấy, thì thiếu canxi rất là nhiều. Đó, mình ăn uống nó không thể đủ chất được, và uống canxi vô cơ khi mình mua ở quầy thuốc ấy, thì cái tỷ lệ hấp thu và đồng hóa canxi ấy, nó rất là thấp. Nó nhiều khi nó lại còn gây nên những cái tác dụng phụ. Đấy, thì mình hãy cho mình cái cơ hội trải nghiệm canxi hữu cơ của Siberi. Hạnh cam đoan với mọi người chỉ cần sau 5 ngày thôi là mình đã thấy được cái hiệu quả nó ở trong cơ khớp của mình như thế nào rồi. Đó, và bên cạnh đó thì đó chính là hộp Chorolon màu hồng này, sẽ giúp cho tất cả các chị em phụ nữ điện nước đầy đủ và da dẻ luôn luôn hồng hào. Hộp 3D Hair này thì giúp cho bổ sung tất cả những cái vi khoáng chất đấy, giúp cho tóc, móng, cả da nữa. Đấy, rất là khỏe mạnh. Và Beauty Box cũng vậy ạ. Đó thì bản thân Hạnh đã trải nghiệm đủ cái chương trình của nữ giới và Hạnh có được một cái kết quả rất là tuyệt. Đấy, chính vì thế thì chị em nhà mình hãy trải nghiệm, và mình Hạnh tin chắc chắn rằng là mọi người cũng sẽ có cái kết quả giống như Hạnh. Và đây là ba cái sản phẩm mà không khi nào Hạnh thiếu ở trên bàn ăn cả nhà. Đó chính là sản phẩm dành cho các cháu nhỏ. Đấy, vì nhà Hạnh có 2 cháu nhỏ. Thế thì khi mà Hạnh mang 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 thai 2 đứa nhỏ ấy, thì cái lúc đấy sức khỏe của mình yếu, thì chắc chắn một điều rằng là các cái bé của Hạnh ấy cũng không được khỏe mạnh như những cái người mẹ khỏe bình thường. Chính vì thế thì 2 cháu nhà Hạnh thì hệ tiết niệu kém, cho nên là ăn uống cũng kém và cái hệ miễn dịch thì cũng 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 không được tốt lắm. Đấy, thế thì nhờ cái hộp sô cô la này và cái hộp con cá này, đấy thì khi bé nhà Hạnh 5 tuổi là biết đến sản phẩm Siberi. Lúc đấy cháu thường xuyên bị táo bón này, kén ăn và đi học thì hay bị chảy máu cam. Đó thì Hạnh cho cháu dùng 2 cái hộp này chỉ sau có 1 tháng thôi cả nhà nhé. Chỉ sau có 1 tháng thôi thì cháu đã cải thiện được vấn đề táo bón, và sau 1 tháng đấy thì cháu không bị chảy máu cam nữa. Đấy, cái hộp inulin này này nó sẽ có cái thành phần C rất là cao và nó có cái vị ngọt của sô cô la, có inulin nữa, nó kích thích được cái hệ miễn dịch và cái hệ tiêu hóa cực kỳ tốt. Cho nên là khi mà trẻ em chỉ cần dùng 2 cái hộp này thôi, Hạnh tin chắc chắn rằng là 1 tuần thôi là trung bình là đã có kết quả rồi. Nhưng bé nhà Hạnh ấy, thì ngày đấy kém hấp thu thì Hạnh lúc đấy là 1 tuần thì cũng có kết quả, nhưng mà sau 1 tháng thì Hạnh thấy là cái kết quả nó rõ rệt luôn đó. Còn cái chai nhỏ này chính là siro khủng long cả nhà đó. Cái chai siro này thì nó rất là thích hợp cho các cái bạn nhỏ mà bạn ấy chưa có thể nhai được viên sô cô la ấy. Đấy, các cái bạn của Hạnh thì khi mà các con biết ăn dặm là Hạnh đã hướng dẫn cho mọi người bổ sung cái này rồi đấy, tại vì ăn dặm nó cũng là một cái hình thức mình đưa những cái thực phẩm vào, thì sản phẩm của Siberi nó là cái thực phẩm sạch, mình có thể ăn kèm cùng với thức ăn đấy để bổ sung tất cả những cái thứ mà trong thức ăn của mình không có đủ. Đấy, và đây chính là một cái dòng sản phẩm mới của tập đoàn gọi là Daily Box. Đó, nó rất là tiện lợi cả nhà, nó sẽ phù hợp cho tất cả những anh chị em của chúng ta không có nhiều thời gian để mà chăm sóc bản thân này, thường xuyên phải đi du lịch, thường xuyên phải đi công tác này, hoặc là những cái chuyến mình đi những cái chuyến du lịch ấy, thì anh chị em mang theo những cái sản phẩm này nó rất là tiện vì đã được thiết kế theo từng cái bữa, và trong những cái hộp này thì sẽ có 30 gói. Đấy, nếu mình muốn tăng sức đề kháng á, và cải thiện cái vấn đề hô hấp thì hãy lựa chọn Immunobox. Đấy, mình muốn có một cái làn da trắng hồng thì mình sẽ sử dụng Beauty Box.
Và đây Mama Box này sẽ cực kỳ cần thiết cho tất cả những người phụ nữ này chuẩn bị mang bầu, đang mang bầu và cho con bú ha. Nó sẽ cung cấp đầy đủ tất cả vitamin và khoáng chất, canxi, kẽm tất tần tật luôn. Đấy, giúp cho cả mẹ và cả con đều rất là khỏe. Và nếu như mà mình cần trong mắt thì hãy lựa chọn Vision Box, IQ Box thì tốt cho não. Và Fancy Box thì sẽ giúp cho chúng ta có một cái trái tim khỏe mạnh. Và Step Box thì rất là phù hợp cho những ai mà hay phải ngồi lâu này, đứng lâu này, hoặc là các chị là phải đi giày cao gót thường xuyên đó cả nhà. Nó sẽ hỗ trợ về cái tĩnh mạch chi dưới cực kỳ hiệu quả. Đấy. Và đây đây là một cái dòng sản phẩm mà Hạnh rất là yêu thích này. Bình thường á thì khi mà ngày trước đây á, khi mà Hạnh tập thể thao á thì mình không biết đến những cái thứ dinh dưỡng để hỗ trợ đâu. Nhưng mà khi mà biết đến Siberi thì bắt đầu Hạnh dùng những cái dòng sản phẩm thể thao. Đấy thì mình thấy rằng là khi mà mình tập á, với cái cường độ nó nặng lên nhưng mà cảm giác nó rất là thích. Thế và Hạnh mới mới hiểu được rằng như thế này. Chắc chắn là anh chị em của chúng ta trong Zoom cũng sẽ nhiều, rất là nhiều anh chị em của mình đang chơi thể thao đúng không? Thế nhưng mà anh chị em có thấy rằng là thường là cái giai đoạn đầu ấy, khi mà mình mới chơi ấy, thì mình rất là hăng, rất là phê. Thế nhưng mà sau một thời gian khi mà tuổi của mình nó càng lớn lên á, thì mình chơi nó rất là dễ bị chấn thương và thường xuyên bị cứng hoặc là đau các cái khớp này hoặc là các cái cơ của mình á. Thế thì mình tập luyện nó đã rất là tốt rồi. Thế nhưng mà mình lại có thể rằng là mình đang thiếu những cái vi khoáng chất mà cơ khớp của mình cần. Thì đây chính là sự lựa chọn cho tất cả anh chị em của chúng ta này. Đấy. Mình tập thể dục mình kết hợp sử dụng với những cái sản phẩm thể thao của Siberi để mình bảo vệ cơ khớp và cái gân cốt của mình nó được cứng á, được 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 cứng, được dẻo dai thì mình sẽ bảo vệ được cái cơ thể của mình và mình sẽ tránh được chấn thương rất là tốt cả nhà. Và bản thân Hạnh thì Hạnh sử dụng cái glucosamine sport và mega này rất là nhiều. Đấy, vì Hạnh bị xương khớp cho nên là cái glucosamine sport này này nó sẽ cải thiện cực kỳ tốt cho những ai mà gặp cái trường hợp là bị thoái hóa xương khớp nhưng mà thích tập luyện thể thao. Đấy, và đặc biệt là sẽ hỗ trợ cho những cái người mà bị cái bệnh xương khớp rất là tốt, vì sản phẩm thể thao thì cái hàm lượng nó cao hơn những cái sản phẩm thông thường rất là nhiều. Đấy, và protein thì giúp cho chúng ta tăng cơ giảm mỡ này. Đây là những cái bữa ăn thay thế. Nếu như mà anh chị em của chúng ta mà có tập luyện để mà mình muốn cơ bắp ấy, đấy thì mình hãy sử dụng những cái dòng sản phẩm này rất là hiệu quả. Và ngoài những cái sản phẩm uống ở bên trong thì có những cái sản phẩm dùng ở bên ngoài cả nhà này. Đấy, đáp ứng từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài mà. Và trong nhà tắm nhà Hạnh thì có đầy đủ tất cả những cái sản phẩm này. Đấy, từ dầu gội này, đấy rồi từ sữa rửa mặt này, từ kem đánh răng này. Đó, thế rồi đây chính là cái hộp kem kim cương mà sẽ giúp cho cả tất cả anh chị em của chúng ta nhé. Mình sẽ tái tạo được một cái làn da của chúng ta nó trẻ trung và nó có một cái sức khỏe cả nhà. Nó gọi là một cái làn da khỏe chứ không phải là trắng bủng trắng beo đâu. Mọi người hãy cứ dùng rồi cảm nhận được. Và đặc biệt ở Siberia là sản phẩm mỹ phẩm nó cũng thanh lọc năng lượng cân bằng cả nhà nhé. Đấy, cho nên là giai đoạn đầu cả nhà mình dùng này, hãy cứ tự tin nó sẽ có một cái giai đoạn đào thải đấy. Đó. Và cái chai dầu balsam này này thì nhà Hạnh không khi nào thiếu ở đầu giường. Đấy. Và ở trong cái cốp xe của Hạnh cũng vậy đó, thì thực sự rằng là nó sẽ hỗ trợ tất cả những cái vấn đề, ví dụ như là chăm sóc ở ngoài da khi mà mình bị côn trùng cắn này, đấy chẳng may mình bị bỏng này hay mình bị muỗi, mình bị đứt tay này, mình đều có thể dùng nó để cải thiện được. Đấy, cách đây 1 tháng thì Hạnh bị bỏng nước sôi ở tay của mình đó, ở ngay ngay cái chỗ mu bàn tay này này đó. Thế mà Hạnh đã sức luôn dầu balsam và ngày hôm đấy mình sức đâu đấy là khoảng 15 đến 20 lần đó, và da của Hạnh nó không bị phồng rộp lên và ngày hôm nay nó không hề để lại thẹo nhé. Đấy, sau khi da nó chóc đi thì nó trắng bình thường luôn cả nhà. Thế và đứng ở bên cạnh đó chính là cái tiếp kem đánh răng mà Hạnh thì Hạnh gọi là thuốc đánh răng á. Đấy, tại vì là cái hộp màu xanh này này sẽ giúp chúng ta xử lý được tất cả những cái vấn đề nếu như anh chị em của chúng ta bị khô miệng hoặc là mình chưa tự tin với cái hơi thở của mình. Nó sẽ giúp cho chúng ta có một cái hơi thở rất là thơm tho và đặc biệt rằng là nó sau một thời gian á nó sẽ đánh bay tất cả những cái mảng bám ở trên răng và chúng ta không cần phải đi đến nha khoa để chịu đau nữa đâu.
Đấy, cái hộp màu hồng này thì giúp tái tạo niếu răng của chúng ta, giúp cho niếu của chúng ta hồng hào và chắc khỏe. Đấy. Và đây là một cái dòng sản phẩm đẳng cấp của tập đoàn. Đó, cái hộp màu hồng này đó chính là Beauty Sen. À, nó sẽ giúp nâng cơ sâu cả nhà nha, giúp nâng cơ sâu. Đấy, nếu như anh chị em của chúng ta mà muốn trẻ đẹp mà mình phải đi spa để mà phẫu thuật hoặc là dao kéo á, thì Hạnh khuyên mọi người rằng là hãy trải nghiệm Beauty Sen. Đấy, chỉ cần anh chị em của chúng ta sau khoảng 2 tháng thôi là mình đã thấy kết quả nó rõ ràng nổi bật, cực kỳ tiết kiệm chi phí luôn. Đó, cái hộp màu xanh dương này đó chính là Neurovision. Đấy, giúp cho mắt và trí não của chúng ta tinh anh hơn, và đặc biệt là sẽ cần thiết cho tất cả những cái anh chị em mà mình thường phải làm việc máy tính nhiều này, và những cái người mà sẽ phải cái độ tập trung cao độ đó, ví dụ như là các cái kiến trúc sư này, hoặc là những cái người làm việc bằng mắt nhiều đấy, nail này, hoặc là những cái anh chị em mà chăm sóc ở spa đấy đó. Còn tiếp theo đây chính là hộp siêu vitamin, sẽ cung cấp tất cả những cái năng lượng trong một ngày một cái cơ thể của chúng ta cần đấy. Và khi anh chị em chỉ cần sử dụng một gói thôi, mình cái hiệu suất làm việc của chúng ta nó gấp đôi gấp ba bình thường. Cái hộp stress relief này thì khi mà nghe đến stress là cả nhà biết rồi đúng không ạ? Đó, nó sẽ rất là cần thiết cho tất cả những ai mà mình bị căng thẳng stress này, hoặc mình làm việc quá áp lực này. Thế mà bản thân Hạnh thì rất là yêu thích cái hộp stress này, tại vì Hạnh thì có mẹ, mẹ của Hạnh thì gặp cái vấn đề về thần kinh. Đó, cũng do ngày xưa là do cái sức ép, do mẹ, cái thần kinh của mẹ bị sức ép nhiều quá. Đấy, cho nên là mẹ gặp cái vấn đề đó chính là hoang tưởng. Đấy, mẹ bị hoang tưởng và bây giờ thì nó đã cải thiện rất là nhiều. Sau khi cái lần đầu tiên á, khi mà Stress Relief ra đời á, là Hạnh đã, có nghĩa là Hạnh đã hỏi những cái chuyên gia về bệnh của mẹ đấy, và lúc đấy mình đã đặt luôn cho mẹ 3 hộp. Và mọi người tin được không, mẹ bị bệnh từ lúc Hạnh 2 tuổi mà đến khi năm 35 tuổi Hạnh mới biết đến Siberia đó. Thế nhưng mà vì cái di chứng của bệnh là phải sử dụng rất là nhiều những cái thuốc chống trầm cảm và thuốc hoang tưởng của bệnh viện ấy đó, thì mẹ rất là mệt, cái thần kinh của mẹ nó rất là mệt, và đêm mẹ ngủ không có ngon. Thì ngay cái lúc đấy Hạnh đã đặt cho mẹ 3 hộp, và sau khi mà mẹ dùng 3 hộp á thì cái kết quả nó rất là bất ngờ đấy. Bởi vì trong cái sản phẩm này, nó khi mà mình sử dụng ấy, nó có một cái gọi là nó sẽ tiết ra một cái thứ cái enzyme vui vẻ, cho nên là nó sẽ hỗ trợ rất là tốt cái thần kinh để mà giúp cải thiện và tái tạo được cái tế bào thần kinh ấy. Đó, cho nên là Hạnh rất là tâm đắc cái sản phẩm Stress Relief đó. Và đây là một cái dòng sản phẩm mà Hạnh muốn giới thiệu thêm với cả nhà, đó chính là cái dòng nước hoa đó. Nếu như mà anh chị em là tín đồ của nước hoa thì anh chị em hãy trải nghiệm những cái mùi vị đặc trưng của nước hoa Siberia, thì mình sẽ cảm nhận thấy rằng là cái mà gọi là hương hoa tự nhiên đó, nó như thế nào, và nó sẽ chinh phục tất cả anh chị em của chúng ta ngay như những cái lần mà mình sử dụng đầu tiên đó. Và bản thân Hạnh thì cũng đã có cái cơ hội để trải nghiệm cái nước hoa của Siberia đó, và Hạnh cũng rất là tâm đắc với dòng sản phẩm này. Thế và cái phần mà Hạnh chia sẻ với tất cả anh chị em của chúng ta về sản phẩm cũng như là về tập đoàn thì cũng đã xong rồi đó. Và không có cái gì là bằng tiếng nói của chính những cái người tiêu dùng yêu sản phẩm, đúng không cả nhà? Đấy, khi mà Hạnh nói thì có thể là mọi người còn đặt câu hỏi đấy, nhưng mà ngay sau đây thì Hạnh sẽ kính mời lên trên Zoom những cái anh chị em mà đã có những cái trải nghiệm mà mình thấy là tâm đắc với sản phẩm của Siberia, và mình chia sẻ bằng chính cái trái tim của mình để cho tất cả quý cô bác anh chị ở trên Zoom của chúng ta được biết và củng cố thêm cái niềm tin của mọi người. Và kính mời anh chị em của chúng ta hãy bật mic, xưng tên và nói tôi ạ. Tôi Vâng ạ. Em xin mời chị Hà, sau đó là đến chị, do là mọi người chưa có xưng tên ấy cho nên là em nhìn thì em mới thấy dạ có đúng là chị Hà không ạ? tôi À vâng ạ. Em xin mời chị Cẩm, chị Đào Trúc ạ. Và sau đó thì đến chị Bình ạ. Và thứ ba là đến chị Vân. Vâng ạ, em xin mời chị Trúc ạ. À, vâng, rất là cảm ơn
Em Trương Hạnh đã cho chị lên sân khấu. Vâng, chào cả nhà, chào thủ lĩnh quốc gia Phan Nguyệt, chào tất cả các bà con, cô bác, anh chị em có mặt trong phòng Zoom buổi chiều ngày hôm nay. Chị rất là biết ơn và bài chia sẻ của Trương Hạnh về sản phẩm vô cùng hay, hay đến mức độ là ngồi coi như là cứ há hốc miệng nên mà nghe, rất là tuyệt vời, rất là cảm ơn em. Đó. Và tôi cũng xin giới thiệu về bản thân mình, tôi là Đào Thị Trúc. Năm nay tôi 58 tuổi, tôi đến từ thị trường thành phố Hồ Chí Minh. Trước khi tôi đến với Siri, tôi cũng là một kế toán trưởng của một công ty. Nơi ấy cũng cho tôi rất nhiều giá trị, nhưng mà về thời gian cho gia đình và cho bản thân không có. Đấy là nỗi khát khao của tôi. Chính vì lẽ đó cho nên là khi mà đến với Siri thì thực sự bản thân tôi sản phẩm của sản phẩm. Tôi chỉ một tép trà, chỉ một hộp trà mà đã chinh phục được tôi. Cho nên là chính vì cái hộp trà ấy mà tôi đã bén duyên với Siri. Và khi tôi vào Siri thì những cái sản phẩm, tôi dùng rất nhiều sản phẩm nhưng mà tôi vô cùng tâm đắc, tôi rất tâm đắc hai sản phẩm. Sản phẩm tôi muốn nói đến ở đây đó là sản phẩm Churolong. Churolong cho những chị em nội tiết tố, của những chị em phụ nữ. Đây là một sản phẩm vô cùng, khi tôi sử dụng tôi rất là thích. Bản thân tôi sử dụng nội tiết tố từ năm tôi 31 tuổi, nhưng mà đến bây giờ tôi biết về sản phẩm của Siri thì tôi sử dụng Churolong. Và đến bây giờ tôi 58 tuổi nhưng mà tuổi thanh xuân của tôi vẫn còn. Đấy là một điều vô cùng tuyệt vời, đúng không cả nhà? Chính vì cái sự mà trẻ hóa của tôi cũng là do tôi có cái nội tiết tố rất là tốt. Và cái sản phẩm thứ hai là tôi rất là tâm đắc ở đây, đó là Beauty Sen. Khi mà tôi nói với mọi người rằng đây là một siêu phẩm sắc đẹp, cho nên là mọi người chỉ cần nhìn thấy hình ảnh của tôi thôi là đã muốn đặt Beauty Sen cho bản thân mình. Thì thực sự khi tôi sử dụng cái dòng sản phẩm này thì làm cho cái da của mình này nó căng mọng hơn này, nó mỡ màng hơn, nó sáng hơn, và các vết chân chim gần như là nó biến mất. Chính vì vậy cho nên là tôi cũng khuyên cáo tất cả các chị em chúng ta ở đây, chúng ta những ai chưa được dùng sản phẩm, nhất là những người mới chưa sử dụng sản phẩm, thì mạnh dạn dùng hai sản phẩm này để cho gì ạ? Phụ nữ ai cũng thích đẹp, đúng không ạ? Thà là chết chứ không thì thà không chịu xấu, đúng không ạ? Chính vì vậy cho nên là qua cái phần chia sẻ của tôi hôm nay, những ai chưa mua, những ai chưa sử dụng, nhanh chóng sử dụng. Ngoài ra các anh cũng còn sử dụng được, đúng không ạ? Cho nên là rất là cảm ơn em Trương Hạnh đã cho tôi chia sẻ. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe phần tôi chia sẻ về hai sản phẩm mà tôi rất là tâm đắc, tôi rất là thích. Vâng, cảm ơn cả nhà đã lắng nghe. Em rất là cảm ơn chia sẻ của chị Trúc ạ. Em có cái cơ hội đã được gặp chị Trúc ở ngoài đời. Đấy, và cả nhà biết sao không? Mình 37 tuổi thôi, thế nhưng mà gặp U60 và mình còn thấy ghen tị với làn da của chị ấy. Thế cho nên là anh chị em của chúng ta muốn sở hữu làn da giống như chị Trúc đó, giống như là gái 25 tuổi đó cả nhà, thì hãy cứ nghe theo lời của chị Trúc ạ. Em cảm ơn chia sẻ của chị. Em xin mời chị Bình ạ. Vâng, vâng, xin chào toàn thể các chị và các bạn có mặt trong Zoom chiều hôm nay. Tôi rất cảm ơn em Hạnh đã cho tôi được chia sẻ. Tôi xin giới thiệu về mình một chút. Tôi tên đầy đủ là Nguyễn Thị Bình, năm nay bước qua tuổi 60. Tôi cũng nguyên là kế toán trưởng ngân hàng về hưu. Sau khi về hưu thì mình được em gái mình chia sẻ về CBD thì tôi cũng rất là quan tâm đến lĩnh vực sức khỏe. Tôi đã quyết định sử dụng ngay. Và sau khi sử dụng CBD thì tôi như hồi nãy Bạn Trúc có chia sẻ đúng không ạ? Bản thân tôi thì cách đây 16 năm sinh đứa bé sau cùng thì tôi đã cắt cái tử cung của mình. Khi không có tử cung thì nó có nhiều vấn đề về bệnh tật. Nhưng mà nhờ biết đến CBD nên tôi đã dùng CBD là tôi đã lấy lại tất cả những gì mà mình đã mất. Và tôi rất hạnh phúc mỗi khi mà được dùng những cái sản phẩm này. Và tôi cảm ơn tập đoàn đã mang những cái sản phẩm, đã sản xuất ra những cái sản phẩm tuyệt vời để chúng tôi là những người được sử dụng, cũng như là cảm ơn em gái mình đã chia sẻ cho mình biết về sản phẩm này. Và cảm ơn cả nhà đã lắng nghe. Chúc cả nhà một buổi chiều tràn đầy năng lượng. Cảm ơn ạ. Dạ vâng ạ, em rất là cảm ơn chia sẻ của chị Bình.
Em xin mời chị Vân ở Cẩm Mỹ ạ. Dạ. Em xin cảm ơn chị. Em xin cảm ơn các chị đã cho em chia sẻ và em xin giới thiệu về xin ngắn gọn một chút tại vì dành thời gian cho các chị ở trên rất là nhiều ạ. Thì em có cơ duyên đến với CDB là em cũng nhân duyên là có chị Sen với lại chị Hoa đã giúp đỡ. Thì đầu tiên em có duyên tới CDB là do em muốn là cải thiện về cái sức khỏe của mình, và trên cái mặt của em thì là có mụn, cho nên là khi mà em rất là tâm đắc về cái sản phẩm đó là Novomin và dầu ban san. Thì khi quá trình mà mình xài á thì mình cảm thấy rất là tin tưởng sản phẩm. Thì trong cái lúc mà mình mới vô á thì mình cũng chưa hiểu về sản phẩm lắm, nhưng mà sau khi mà mình xài một thời gian á thì mình thấy da của mình được cải thiện và mụn của mình nó cũng giảm dần đi, và những cái nếp nám tàn nhang của mình nó cũng đỡ dần. Và khi em cũng tin tưởng sản phẩm rồi thì em bắt đầu là xài qua cái bộ phụ nữ, thì em xài vô Tronolong và Beauty Box và Vita Chắc Manium. Thì em cảm thấy là em rất là thích, tại vì khi mà mình chỉ ước là khi nào mà mình có thật là nhiều tiền để mình có thể trải nghiệm tất cả những sản phẩm ở của CBD thì em rất là thích. Khi mà em trải nghiệm sản phẩm của về bộ phụ nữ xong đó rồi em mới nghe chị Hoa giới thiệu là chuyển qua Beauty Sense, thì em cũng thích cái là em thử qua Beauty Sense thì em cảm thấy là rất là thích, tại vì tất cả những sản phẩm của Nga, những trong dòng của CBD là em cũng xài những cái sản phẩm khác, nhưng mà em cảm thấy em cảm nhận được là khi mình có niềm tin về sản phẩm thì bắt đầu em mới bước vào con đường kinh doanh. Thì mới đầu là em chưa tập trung, nhưng mà sau khi mà em đã tập trung rồi thì em lúc đầu thì em ở K2 thôi, sau đó thì em quyết tâm lên K3 và có sự hỗ trợ của đồng đội thì em đã lên được K4. Thì em chỉ chia sẻ những cái sản phẩm mà em cũng đã trải nghiệm về vậy, thì em luôn luôn tin tưởng là tất cả sản phẩm ở trong CBD là đều rất là tốt, cho nên những ai mà bắt đầu mình tham gia vào CBD thì mình hãy tập trung ngay từ đầu. Thì em xin cảm ơn, em chỉ có chia sẻ với em. Xin cảm ơn mọi người. Vâng ạ, em rất là cảm ơn chia sẻ của chị Vân ạ. Dạ và em nên dạ vâng ạ. Tôi dạ vâng em vậy thì xin cả nhà cho một ít phút nữa, em sẽ nhường cái quyền chia sẻ tiếp theo cho anh Lâm Tiến ạ. Em xin mời anh ạ. Xin cảm ơn thủ lĩnh Trương Hành. Vâng, tôi xin chào cả nhà Thiên Dung. Tôi xin giới thiệu, tôi tên đầy đủ là Lâm Tiến, đến từ Thanh Chương. Vâng, vào CBD thì tôi rất tâm đắc về sản phẩm, và đến bây giờ thì ngày nào tôi cũng phải nói hai từ là biết ơn. Biết ơn CBD, biết ơn Estrogen Sài Gòn, và đã đưa tôi cải thiện được sức khỏe, trở lại về con người, sức mạnh của tôi như trước đây. Vâng, tôi xin chia sẻ cái sản phẩm tôi đã dùng là vào cái bộ xương khớp, cái bộ sản phẩm để cải thiện xương khớp, dòng lim với này dầu cái bộ ba độc thải và Novomin, dầu vân san. Thế thì tôi thì tình trạng của tôi là thoái hóa thoát vị đĩa đệm, thoái hóa hai đốt L5 L6. Cái thoát vị đĩa đệm thì nói đến thoát vị đĩa đệm thì ai đã bị thì mới biết được nó đau kinh khủng, đau ghê gớm. Tôi phải nằm liệt giường gần một tháng, sau vật lý trị liệu thì tôi đi được. Tôi bị 2006 và cho đến năm ngoái đây thì tôi được người em dâu Trần Hoa là giới thiệu vào sử dụng sản phẩm. Thì sau khi dùng 3 tháng thì cái thoát vị đĩa đệm của tôi với này cái thoái hóa hai đốt của tôi thì nó không còn nữa. Qua chụp chiếu thì nó không để lại tổn thương ở đốt sống. Chính vì vậy cho nên từ cái hôm tôi vào để công tác với CVG thì với một tư tưởng của tôi là trước hết là tôi được vào để được sử dụng sản phẩm để cải thiện sức khỏe cũng như là bảo vệ sức khỏe cho bản thân cũng như gia đình, và một cái thứ hai là tôi có nhiệm vụ tri ân tập đoàn, tri ân sản phẩm
tri ân@sau9sài gòn. Vâng, bởi vì tôi biết trong xã hội này những người quanh tôi là rất là nhiều những người bị có những cái căn bệnh mãn tính mà không chữa được. Mà tôi biết trong Siberia thì rất là nhiều cái sản phẩm mà khắc phục được, ví dụ như bệnh dạ dày mãn tính, bệnh viêm họng mãn tính, bệnh xoang mãn tính. Và tôi đã chia sẻ có mấy người thì họ đã khỏi được cái bệnh viêm họng mãn tính, rồi là bệnh xương khớp, rồi là bệnh đau đầu mãn tính. Đó là cái kết quả tôi chia sẻ, thì tôi rất là vui mà rất có nhiều người cứ điện về cảm ơn tôi, và đó là những cái gì mà tôi cảm thấy hạnh phúc nhất. Vâng, xin cảm ơn thủ lĩnh Trung Hạnh đã cho chia sẻ, cảm ơn cả nhà đã lắng nghe tôi chia sẻ. Dạ vâng ạ, em rất là cảm ơn chia sẻ chân thành từ anh Lâm Tiến ạ. Và em tin chắc chắn rằng là với cái tình yêu sản phẩm và tình yêu Siberia của anh thì anh sẽ giúp được rất là nhiều người cũng có được những cái kết quả giống như anh ạ. Vâng ạ, em rất là cảm ơn anh. Thế và anh chị em của chúng ta cũng đã nghe qua về sản phẩm, về công ty và tất cả những cái con người sử dụng sản phẩm và chia sẻ từ cái trái tim. Đó thì chắc chắn rằng là mọi người cũng đang rất là nóng lòng muốn biết được rằng là thế nếu như mà mình muốn kinh doanh với Siberia thì mình cần làm như thế nào, đúng không cả nhà? Đó thì sau đây sẽ đến cái phần chia sẻ về kinh doanh. Thì Hạnh sẽ mời lên đây một cái người chị mà Hạnh rất là ngưỡng mộ và vô cùng yêu quý. Bởi vì nhờ Siberia thì Hạnh đã biết đến chị. Và chị thì là một tiến sĩ, là một giảng viên cao cấp của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Nhưng mà với một cái trái tim, chị luôn luôn yêu thương và giúp đỡ mọi người. Và chị đã đi tìm cái cơ hội này tới mười mấy năm rồi, và chị đã tìm thấy nó được ở Siberia. Đấy, và ngày hôm nay thì Hạnh rất là vinh dự được đồng hành cùng với chị. Và sau đây thì Hạnh xin mời lên sân khấu chị Kim Hương ạ. Em xin kính mời chị ạ. Kim Hương xin chào quý cô bác, anh chị trong room. Kim Hương xin tự giới thiệu, Kim Hương là tiến sĩ giảng viên cao cấp Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Thì Kim Hương đã tìm cái cơ hội để có một cái thu nhập thụ động cách đây cũng rất là lâu rồi. Từ những năm 2011 cơ, hơn 11 năm trước thì Kim Hương đã biết là tất cả những người mà có cuộc sống tự do, hạnh phúc đều có một cái thu nhập thụ động. Thì Kim Hương cũng liên tục đi học các lớp phát triển bản thân, và cho đến ngày hôm nay thì Kim Hương đã tìm thấy Siberia. Em Hồng đã ngay lập tức bảo chị cần gì đi tìm ở đâu, chị vào đây kinh doanh với em đi. Thế thì trong quá trình mà Kim Hương vào Siberia thì đã được gặp rất là nhiều các anh chị cô chú trong đây để dẫn dắt mình. Và chỉ trong 8 tháng thôi thì Kim Hương cũng đã có cái xe hơi bông tuyết giống như là các anh chị mà đã vào K8. Đấy cũng là một cái thành quả đầu tiên khi bước chân vào Siberia. Và Kim Hương thì cũng đã nhận được tất cả các phần thưởng nhanh của tập đoàn. Đấy là một điều rất là tuyệt vời. Mặc dù là đi làm ở bên ngoài thì 26 năm đi dạy học rồi thì lương cũng không phải là thấp, thế nhưng mà Kim Hương vẫn mong muốn có một cái thu nhập thụ động cho mình. Bởi vì là Kim Hương biết là khi mà mình về hưu thì mình sẽ còn cống hiến nữa, và đặc biệt là trong môi trường này thì nó rất là tuyệt vời và nó rất là nhân văn. Và đây là một cái cơ hội rất là tuyệt vời để dành cho cô chú anh chị đã vào room ngày hôm nay. Và Kim Hương xin chia sẻ cái cơ hội kinh doanh của tập đoàn để làm thế nào để mình có thu nhập thụ động ạ. Đây chính là cái tập đoàn Siren Granite mà em Hạnh vừa giới thiệu về sản phẩm. Và Kim Hương cũng muốn là qua đây giới thiệu cho anh chị nắm được với kinh doanh của network marketing của tập đoàn Siren Granite thì nó khác với kinh doanh truyền thống như thế nào. Đó, ví dụ như là chúng ta thấy là khi mà chúng ta kinh doanh truyền thống ấy, thì từ nhà sản xuất đến bán buôn, bán lẻ rồi mới đến người tiêu dùng. Và thông qua cái quá trình đó thì có rất là nhiều những cái người mà phải đứng ở giữa để làm poster quảng cáo, rồi quảng cáo truyền hình. Và tất cả những quảng cáo như thế này nó rất là chi phí rất tốn kém. Chính vì thế nên là những cái chi phí mà cứ mấy trăm triệu một giây ở trên truyền hình đấy nó cộng hết vào cái đơn giá của người tiêu dùng, đúng không ạ? Chính vì thế nên là cái đơn hàng mà từ lúc sản xuất cho đến lúc đến người tiêu dùng thì nó tăng lên gấp 4-5 lần.
Đấy. Trong khi đấy thì sản phẩm của chúng ta ấy, thì cắt toàn bộ cái phần tiếp thị này, quảng cáo, bán buôn, bán lẻ, và từ nhà sản xuất trực tiếp đến người tiêu dùng. Vì thế nên là khi chúng ta mở mã tư vấn viên hoặc là nhà tiêu dùng thông minh ấy, thì chúng ta mua trực tiếp trên web. Mà có một cái sản phẩm nào mà chúng ta mua ở thị trường chúng ta được giảm giá không ạ? Đa số là 100% giá bán đúng không ạ? Đặc biệt là siêu thị. Thế thì khi mà vào đây thì các anh chị được mua và giảm tới 25%, thì có phải là quá tuyệt vời không? Ngoài cái việc mà mình mua trực tiếp từ tập đoàn ra thì mình còn được giảm giá 25% nữa. Thế nên là chỉ cần thay đổi thói quen tiêu dùng thôi thì mọi người đã có một cái công việc ở đây rồi ạ. Và cái công việc kinh doanh tại tập đoàn chính là ngồi một chỗ kinh doanh toàn cầu, network marketing chắc chắn là đúng rồi ạ. Bởi vì mô hình này chỉ cần sử dụng Zalo, Facebook, YouTube, Instagram và Room Meeting là mọi người có thể hoạt động được. Và hệ thống thành công thì có sẵn, công thức thành công này, bản đồ thành công, quy trình có sẵn. Hệ thống huấn luyện đào tạo doanh nhân ở đây thì không đồng luôn. Mọi người vào thì từ lớp dưới đến lớp trên là tất cả mọi người là đào tạo được miễn phí đúng không ạ? Chúng ta học từ lớp này đến lớp khác từng lần lượt, từ lớp K6, K7, K8 rồi đến thủ lĩnh, chúng ta đều được học miễn phí cả. Và Cyber Wellness thì là lo hết những việc đau đầu, giống như là khi mà chúng ta kinh doanh truyền thống thì chúng ta sẽ phải lo rất là nhiều mặt bằng, bến bãi và người ship hàng, rồi tất cả đóng gói, bao bì đều chúng ta đều phải lo hết. Thế còn ở đây thì sản xuất sản phẩm này, quản trị pháp lý nền tảng online là tất cả của tập đoàn rồi, chúng ta không lo một cái gì cả. Kể cả chúng ta mua hàng thì công ty cũng ship tận nơi rồi. Đấy là một điều rất là tuyệt vời. Và chi phí tối thiểu, lợi nhuận tối đa, phát triển không giới hạn. Đấy, chi phí tối thiểu thì mọi người tí nữa sẽ biết vì sao nó tối thiểu và lợi nhuận tối đa. Bởi vì khi với một cái chi phí tối thiểu như thế nhưng mà mức lương của chúng ta thì ngày càng tăng, đúng không ạ? Từ 2, 3 triệu cho đến 5 triệu, 10 triệu và đến mấy trăm triệu là đều có ở môi trường này cả. Và với chi phí ban đầu vẫn chỉ như nhau thôi ạ. Và phát triển không giới hạn. Chúng ta bây giờ đã có Infinity Leader rồi, có nghĩa là chúng ta thành một cái thủ lĩnh không giới hạn rồi đấy ạ. Và đây là cái vạch xuất phát của tất cả các anh chị, kể cả tư vấn viên hay là nhà tiêu dùng thông minh, thì chúng ta đều được giảm giá 25% tất cả các dạng sản phẩm. Có nghĩa là sản phẩm của chúng ta không có đa cấp về giá. Từ người vào trước 7 năm ở Việt Nam hay là người vào sau mới tinh ngày hôm nay thì mọi người đều được giảm giá 25% giống hệt nhau ạ. Và nếu như chúng ta ở một cái mô hình mà chúng ta thấy là sản phẩm tốt, chúng ta đi chia sẻ với cả mọi người, giống như là Kim Hương, Trương Hạnh đã làm ấy, thì chúng ta thấy là những người đó họ đều có hệ thống dưới mình. Và cái hệ thống dưới mình đấy là như thế nào? Khi chúng ta mở ra được 5 tầng 1 và tầng 1 chúng ta lại sao chép ra 5 tầng 1 khác thì chúng ta có 25 người dưới hệ thống của mình. Và 25 người này sẽ mở ra 5 người nữa thì chúng ta có 125 người dưới hệ thống của mình. Và từ tiếp tục như thế cứ nhân bạn lên thì chúng ta có hệ thống là cho đến tầng 7 thì chúng ta đã có 78.000 125 người rồi. Và ở cái mức độ thứ hai, nếu mà một người mà chăm chỉ làm việc ngay lập tức và có khoảng 10 người tầng 1 ở dưới mình, và mỗi người nhân lên 10 người như thế thì chúng ta thấy không ạ, đến cũng đến tầng 7 thôi, nhưng lúc ta đó chúng ta có tới 10 triệu người dưới mình, thì có phải là với con số như thế này thì số lượng người tiêu dùng của chúng ta vô cùng nhiều không ạ? Và ở đây chúng ta dựa vào cấp số nhân ạ. Và cấp số nhân này thì nó giống như là người xây ống đường ống đấy ạ. Chúng ta dựa vào sức mạnh của đội ngũ chứ không phải bản thân chúng ta. Bởi vì để bán 1 tỷ đồng ấy mà một người bán thì chắc chắn là không bán được rồi. Thế nhưng mà để có 1 tỷ đồng thì chúng ta cần 1.000 người thôi, thì mỗi người 100 điểm đã ra được 1 tỷ đồng rồi. Và cái điều đấy nó là quá tuyệt vời đúng không ạ? Và câu rất là hay ở trong cái câu chuyện ở series đấy là nỗ lực cả đời không bằng một lần lựa chọn đúng. Đấy, thì khi mà Kim Hương vào đây thì Kim Hương cũng rất là may mắn, bởi vì Kim Hương thì chưa tham gia đa cấp nhiều. Tất cả các cái thương hiệu như là Vision hay Hubline hay là những cái thương hiệu đã về trước ở Việt Nam ấy thì Kim Hương hầu như là cũng hơi bảo thủ một chút, nên là mình cũng không tìm hiểu mà cũng chưa nghiên cứu nhiều, cho đến lúc mà thấy ông xã mình là vô phương cứu chữa rồi. Covid thì đến gần mà bệnh thì rất là nặng. Ông còn nghĩ là ông sẽ đai khi mà mắc Covid, thế nên là mình đọc về sản phẩm nó quá tốt thì mình vào mình sẽ xài sản phẩm thôi. Thì qua một tháng đầu tiên trải nghiệm sản phẩm trong xã thì mình thấy nó tuyệt vời tuyệt vời. Và mẹ mình, bố mình sử dụng hết, tất cả mọi người đều trải nghiệm, đều có kết quả tuyệt vời. Chính vì thế nên là khi vào đây ấy, thì cái lựa chọn không phải vì là tiền, mà là đầu tiên là do giúp bố mẹ mình và chồng mình khỏe mạnh trước. Sau đó thì tự nhiên tiền nó về trong tài khoản. Thì mình thấy đến lúc mà thủ lĩnh Phan Nguyệt bảo tháng đầu tiên K6 rồi 16 triệu tiền thưởng rồi, mình cứ ngỡ ngàng và thế ạ. Nói chung là không quan tâm đến giải thưởng đâu cả nhà. Cái giai đoạn đầu là không quan tâm đâu. Đến tháng thứ hai thì mình đã vào K7, và tháng thứ ba thì duy trì K7 3 tháng để em Hồng duy trì quỹ xe hơi. Sau đó thì mình lên K8 luôn. Thì đấy là một cái
một cái môi trường kinh doanh nó cũng an lạc thôi, nó cũng không có gì là áp lực cả. Thế nhưng mà nó lại có một cái doanh số mà rất là bất ngờ. Và ở đây thì chúng ta nhìn thấy là khi mà tập đoàn mới về Việt Nam năm 2015 thì nó ở mức độ rất là thấp, 16 thì chỉ tăng 63% thôi, năm 17 thì 118% và năm 18 thì 143%. Cứ như thế nó tăng dần 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 lên, và chúng ta thấy không? Và cái đường cong nó cũng luôn luôn là đường cong parabol đi lên chứ nó không có lúc nào đi xuống cả. Và hiện nay thì con số chúng ta sẽ bất ngờ nhiều hơn đấy ạ. Ví dụ như là đây chính là những con số mà tư vấn viên ạ. Ví dụ năm 2015 mới có 1.578 tư vấn viên, và cho đến năm 2016 thì 2.057 tư vấn viên, và cho đến nay năm 2021 thì đã có 149.215 tư vấn viên rồi. Chúng ta tăng rất là nhanh đúng không ạ? Và mỗi tháng thì cái tư vấn viên vào tập đoàn mọi người không thể tưởng tượng được. Tháng 3 này, đây là cái clip nó rất là mới, ngày hôm nay mới là ngày mùng 3 thôi, mọi người chưa kịp để làm cái tháng 4, thế nên là con số vẫn là tháng 3, nhưng mọi người cứ nhìn vào năm tháng 3 thôi, mọi người cũng đã thấy là một cái tháng rất là kỷ lục, tức là có 20.329 người mở thẻ thành viên ạ. Có cái tập đoàn nào mà một tháng có bằng ấy người tham gia vào vào thành viên không ạ? Chúng ta bây giờ đi tuyển người rất là khó, thế nhưng mà ở tập đoàn của chúng ta là bây giờ tuyển người rất là dễ, và cao hơn tháng trước gần 5.000 người cả nhà. Thế từ lúc Kim Hương vào đến giờ ấy, chưa có cái tháng nào là dưới 15.000 đâu ạ. Lúc nào cũng trên 15.000 người, và tháng vừa rồi thì đột biến luôn ạ. Đấy là một điều rất là tuyệt vời đúng không ạ? Và nếu như mà nghiên cứu ra các thành viên của 23 nước trên thế giới thì Việt Nam hiện nay chúng ta đang đứng số 2 toàn cầu về cái lượng tư vấn viên tham gia vào cái kinh doanh network marketing của Cyber Wellness. Đấy. Kết quả kinh doanh của SO9 trường đào tạo kinh doanh thế giới này, hàng đầu thế giới này, là doanh thu tăng kỷ lục, gần 80 tư vấn viên mới bước vào dự án xe hơi, 24 thủ lĩnh mới, đấy là tháng 3 nhé, và 6 thủ lĩnh cao cấp mới, 4 thủ lĩnh quốc gia mới và 2 thủ lĩnh vàng quốc gia mới. Đây là kết quả, không nói sai ạ. Đây là thủ lĩnh vàng quốc tên thủ lĩnh quốc gia Trần Anh ạ. Bạn này thì mới 9 tháng mà đã trở thành thủ lĩnh quốc gia rồi ạ. Tốc độ gọi là siêu tốc độ đấy ạ. Và đây cũng là tân thủ lĩnh quốc gia Phạm Minh Trang. Với những người mà thủ lĩnh quốc gia thì đều được thưởng xe mẹt trị giá là 1 tỷ 550 triệu ạ. Đây cũng là tân thủ lĩnh quốc gia của tháng 3. Và đây là thủ lĩnh vàng, thủ lĩnh quốc gia Nguyễn Thị Thúy và Nguyễn Thị Xuân Tuyên. Phần thưởng cũng là một Mercedes. Và đây cũng là tân thủ lĩnh Trọng Tấn và Thị Mai, hai người ở Nghệ An đấy ạ. Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Hai bạn này là rất là có tâm có phước. Và đây là thủ lĩnh vàng quốc gia Nguyễn Thanh Mừng và Vương Thái Bình. Thủ lĩnh vàng thì có một điều tuyệt vời, đấy là được thưởng người hai chuyến du lịch trị giá là 1 tỷ 575 triệu. Tức là sau khi mà nhận được hai xe rồi, một bông tuyết, một xe mẹ rồi thì còn thêm phần thưởng đó. Và phần thưởng ô tô của tập đoàn là vô cùng lớn đúng không ạ? 80 tỷ 262 triệu 409 nghìn tiền thưởng xe hơi. Đấy, trên 1.506 chiếc xe hơi đã được lấy tại 18 quốc gia. Và hiện tại thì ở Việt Nam chúng ta đã có kết thúc tháng 3 thì đã có 481 xe hơi và 25 xe mẹt. Và bây giờ đợt vừa rồi chúng ta thấy là cái hành trình thịnh vượng của chúng ta đấy ạ. Cả một đoàn xe Hà Nội còn gần 400 chiếc, Sài Gòn thì hơn 200 chiếc, và đã đi đến tới mũi Cà Mau của chúng ta là hơn 100 chiếc xe, còn trên hành trình là khoảng từ 70 đến 80 chiếc xe. Và chúng ta thấy là cái hành trình đấy để lại dấu ấn vô cùng lớn ở suốt dải đất hình chữ S của chúng ta. Mọi người đi đến đâu cũng gây một cái sự sửng sốt bất ngờ đúng không ạ? Bởi vì đoàn của chúng ta nhiều lúc còn có cả các chú công an dẫn đường, còi hú, và cả đoàn xe đi rất là trật tự, rất là tuyệt vời đúng không cả nhà? Kim Hương rất là hãnh diện khi mình là thành viên của tập đoàn. Và hiện nay thì Việt Nam chúng ta đang có 481 tư vấn viên tham gia dự án xe hơi rồi ạ. Năm 2020 là 101 xe, 2021 là 217 xe, 2022 trong 3 tháng đầu tiên mà đã 93 xe rồi. Và đây là những cái lời chúc mừng đầu tiên của dự án xe hơi năm 2016 của chủ tịch tập đoàn. Đây là chủ tịch tập đoàn và giám đốc khoa học của tập đoàn đã đến để trao tặng chiếc xe đầu tiên tại Việt Nam. Nó rất là ý nghĩa nên mọi người đã bay từ Nga sang. Đây là một cái ngày kỷ niệm rất là đặc biệt.
Và đây là những cái hình ảnh của các thầy cô giáo. Ở đây thì có rất là nhiều các thầy cô giáo đã thành công và đã có xe hơi của mình. Kim Hương cũng là một người thầy cô giáo và rất là hãnh diện khi mà lái xe bông tuyết đi khắp nơi. Mình rất là tự hào bởi vì nó có sự khác biệt, rất là khác biệt, bởi vì là xe của tập đoàn Trả Tiền đúng không ạ, nó rất là khác với xe mình tự mua. Nhà Kim Hương cũng có xe tự mua rồi, nhưng mà ngồi lên chiếc xe này mình thấy là mình làm ra chiếc xe này mà nó rất là khác cả nhà. Đây, ở đây thì còn có rất là nhiều các bác sĩ tài năng ở đây nữa. Bác sĩ Nguyễn Thị Hường, Vân Anh, Hoàng Mỹ và Ngọc Tung, nếu mọi người vào thì sẽ có rất nhiều các bài đào tạo về sản phẩm liên quan các bác sĩ này. Rất là tuyệt vời để các bác sĩ cống hiến và chia sẻ để làm sao bệnh viện thu nhỏ lại và người Việt đỡ phải đến bệnh viện nhiều hơn ạ. Đấy là môi trường rất là tuyệt vời để cho mọi người phát huy khả năng của mình. Còn đây chính là những người trong các ngành nghề khác, ví dụ như là thủ lĩnh quốc gia Phan Nguyệt và thủ lĩnh Thanh Bình là kinh doanh bất động sản, và những người khác thì kiến trúc sư này, cán bộ ngân hàng này, bot online này, rồi cả thanh niên mới vào nghề nữa, chưa có bằng cấp gì nhưng vẫn thành công, vẫn trở thành thủ lĩnh. Bộ đội và thợ may cũng có, công nhân và bộ đội, rồi bây giờ cả công an, rất là nhiều người ạ cũng có. Đây là doanh nhân Lại Thị Thu, thì đây là một sale về làm đẹp mỹ phẩm đấy ạ. Và đây là thủ lĩnh Ánh Hồng trong cái nhánh S69 Sài Gòn của chúng ta. Và đây là thủ lĩnh Thanh Hướng và thủ lĩnh Thành Đạt, rất là trẻ, đã dinh chiếc xe bông tuyết của mình. Và xin chúc mừng ở đây là thủ trưởng tư thục mầm non là Nguyễn Thị Quyên này, và bác sĩ Trần Văn Long, Nguyễn Thị Toán. Đấy, tất cả các thủ lĩnh mới. Và đây là bạn Nga, dược sĩ Nguyễn Thị Nga thì cũng, và Nguyễn Ngọc Minh thì đã nhận chiếc xe bông tuyết của mình. Và đây cũng chúc mừng Nguyễn Việt Phượng, một cái người rất là mới, đúng không, cũng nhận xe bông tuyết. Và ở đây thì chúng ta còn chúc mừng thêm một số người là 5 năm đã trở thành thủ lĩnh cao cấp. Đấy là thủ lĩnh Phạm Thương, thủ lĩnh Trương Doãn Thịnh với Lương Hồng Ngát. Và chúc mừng New Business Leader, tức là Ngô Phương Linh, là một cái bạn sinh viên rất là trẻ. Bạn ấy sinh nhật vào tháng 3 năm 2021, và cho đến tháng 11 thì bạn đã vào dự án xe hơi, và cho đến bây giờ thì bạn đã trở thành thủ lĩnh rồi, với thu nhập và trên 40 triệu, và được thưởng từ 60 triệu đến 100 triệu, và được thưởng chuyến du lịch 40 triệu. Có điều gì tuyệt vời hơn khi mà mới một sinh viên năm thứ nhất mà đã có mức lương của cả một người leader ở trong một tập đoàn lớn, đúng không ạ? Đấy, tất cả không có gì ngoài sức tưởng tượng đâu ạ, đấy là sự thật. Và đây là những cái người mà rất là nổi tiếng ở tập đoàn, đấy là những người bình thường trở nên phi thường. Bởi vì sao ạ? Bởi vì họ mới học hết lớp 3 thôi ạ, chưa bao giờ đến họp lớp, dự họp lớp, bởi vì là lớp 3 thì làm gì có họp lớp, đúng không cả nhà? Đa số là cấp 2, cấp 3 và đại học thì mới có họp lớp thôi. Thế nhưng mà bây giờ họ đã trở thành thủ lĩnh và họ cũng có thu nhập rất là cao ạ. Và đây cũng là một người thủ lĩnh rất là đáng ngưỡng mộ, thợ may 6 con. Thực ra là lúc mà mới vào series thì bạn mới 5 con thôi, nhưng bây giờ thì bạn đã sinh thêm một con nữa. Và chúng ta biết là người theo đạo Thiên Chúa thì khi có con là họ sinh con thôi, thế nên là họ không có kế hoạch, nếu mà không có kế hoạch thì sẽ cứ sinh con mãi. triệu như là chỉ cần 3 ngày là đủ rồi, 15 triệu là có 1.000 điểm rồi. Bác nào đang nói nhỉ? Không ai tắt tiếng. Và đây là nhà thủ lĩnh quốc gia trở lên đã được thưởng Mercedes-Benz. Có rất là nhiều những cái người mà ở trong đội ngũ của chúng ta, đặc biệt là cái xe đầu tiên đấy là của thủ lĩnh quốc gia, bây giờ là thủ lĩnh quốc tế Trương Huy Cường ạ. Và cái tiếp theo đấy là của Đặng Thị Việt Phương tại Đà Nẵng, và bác Phạm Hiễu Minh ở thành phố Hồ Chí Minh. Hỏi thông tin đi sang bệnh viện uống 2 năm thuốc mất ngủ với nó thuốc đây ngồi rồi mắng được. Bây giờ bệnh viện ngủ quá à, anh về tiêm thuốc nám mà đúng không? Không biết câu hot hot đi đâu hết rồi. Đây chúng ta thấy rất là nhiều, 25 chiếc xe mẹt, thế nên là có tới 25 người có nhận xe mẹt ở đây cơ ạ. Đây là tất cả những cái xe mẹt đã được nhận, là trong đấy có thủ lĩnh quốc gia Phan Nguyệt của chúng ta là đã nhận xe mẹt vào tháng 1 2022 tại Sài Gòn đấy ạ. Một điều rất là tuyệt vời đúng không ạ? Và Hà Tĩnh, Nghệ An, tất cả hầu như tất cả các tỉnh đấy đều có xe mẹt rồi. Quá tuyệt vời đúng không cả nhà?
tháng 3 2022, rất là mới đấy ạ. Và đây là những cái kỷ niệm đầu tiên của Cyber Wellness ở Việt Nam. Thủ lĩnh quốc tế Trương Huy Cường đã được nhận phần thưởng 8 tỷ tư là một biệt thự Hy Lạp, sẽ được nhận vào ngày 19 tháng 5 này tại Hy Lạp đấy ạ. Sẽ được trao chìa khóa ở tại Hy Lạp vào ngày 19 tháng 5 ạ. Quá tuyệt vời đúng không cả nhà? Đấy là người Việt Nam đầu tiên đã đi hết sơ đồ giải thưởng đến nước thang thứ 14 cả nhà. Và ngoài những chương trình mà tặng thưởng ra thì chúng ta có những chuyến du lịch xuyên đất xuyên toàn cầu. Đấy, chúng ta đến rất là nhiều các nước trên thế giới. Tháng 4, tháng 3 vừa rồi thì chúng ta có một cái đoàn du lịch đã đi sang Thổ Nhĩ Kỳ trong 7 ngày đúng không ạ? Và tháng 5 này sẽ có một chuyến du lịch nữa sang Thổ Nhĩ Kỳ tiếp theo. Thì chúng ta vào đây một thời gian, khi chúng ta đã trở thành thủ lĩnh thì chúng ta sẽ được tặng thưởng một chuyến du lịch như vậy trong 7 ngày ạ. Rất tuyệt vời. Đây là chuyến đi qua Dubai. Đây ạ, các chuyến các hình ảnh chụp ở chuyến du lịch Thổ Nhĩ Kỳ vừa rồi đấy ạ. Chúng ta thấy là đoàn du lịch rất là hạnh phúc khi mà nhìn thấy tuyết rơi rồi được xem những ngôi nhà xây trên đá và được đi khinh khí cầu đúng không ạ? Rất là hay. Và cho đến nay thì đã có 25 mạch này, 481 chiếc xe bông tuyết. Và ở đây thì tất cả mọi người vào đây đều có công thức để thành công ạ. Đấy, tư duy đúng, hành động đúng bằng ô tô. Tư duy đúng là người xây dựng hệ thống, là nhà kinh doanh theo mạng chuyên nghiệp, 6 bước đi đầu tiên, 9 bài học cơ bản. Và tư duy hệ thống, chúng ta xây dựng đường ống dẫn nước, không đi sách nước đúng không cả nhà? Và hành động đúng là học hành động theo 6 bước đi đầu tiên và 9 bài học cơ bản. Nhanh chóng tìm ra năng tầm 1 của mình và 15 người khát khao sở hữu ô tô trong vòng 8 tháng để chuyển giao 9 bài học cho họ và hướng dẫn họ. Thôi là chị Bùi Đại đây, hành lên mẹ chứ em đi mà nó biết. Ơi, như tuy nhiên này mà ông có chứ lâu lắm. Thủ lĩnh Kim Hương tắt toàn bộ đi thủ lĩnh. Mong mời ra 7 năm đi mà mỹ tin ngay đi cái mỹ tin ngay cả thôi. Không biết nó không nói chuyện cho nắm bao quần em. Kim Hương tắt toàn bộ đi rồi mở lại chị ạ. Cũng vui đúng không cả nhà? Chị tắt con. Rồi tắt rồi. Đây là những cái công thức để thành công, mọi người có thể nhìn thấy ạ. Vào đây chúng ta đã có một hệ thống đào tạo rất đơn giản, chỉ cần sao chép nó thôi ạ. Bước 1 là chúng ta sẽ sử dụng những sản phẩm để tăng niềm tin vào sản phẩm, bởi vì cái này rất là quan trọng. Nếu như mà không hiểu về sản phẩm, chúng ta không thể kinh doanh được, bởi vì ở đây kinh doanh ấy, không có gì ngoài chữ thật cả. Chúng ta sử dụng sản phẩm, chúng ta cảm nhận nó như thế nào thì chúng ta chia sẻ như hơi thở như vậy thôi. Chúng ta không cần mượn câu chuyện của ai mà chúng ta cũng không cần phải bịa đặt ra bất cứ một cái gì cả. Bởi vì các bạn hình dung ra tất cả các câu chuyện mà tạo dựng lên ấy, thì nó sẽ không bao giờ nó đi theo một vector cả. Nhưng nếu câu chuyện thật của mình ấy, thì mình kể chuyện lúc nào nó cũng là như vậy. Đấy là cái mà rất là thú vị khi Kim Hương vào đây, Kim Hương khám phá ra được. Ngày đầu tiên Kim Hương vào, Kim Hương cứ nghĩ là mình không có bệnh gì nên mình không có sử dụng sản phẩm, mà đi tìm con dâu tương lai nó bị xoang mũi để mua sản phẩm cho nó dùng, tặng nó một liệu trình để mình cảm nhận xem sản phẩm nó như thế nào. Đấy là cái mà cách mà Kim Hương nghiên cứu về sản phẩm. Bởi vì là mình lúc đấy chỉ nghĩ là cái người bệnh thì mới cần sản phẩm thôi, nhưng mà không ngờ trong này á, khi mà tìm hiểu sâu thì có tới 300 loại sản phẩm. Thế nên là mọi người có thể trải nghiệm từ tiếp kem đánh răng, một gói trà hay là một cái kem sữa rửa mặt bôi tay, bôi da thì cái gì cũng được ạ. Vẫn miễn là mình trải nghiệm thật bằng cái kết quả của mình thôi. Và Kim Hương đã trải nghiệm nó tất cả các loại trong sản phẩm của tập đoàn rồi, gần như nhà Kim Hương giờ đã đầy đủ. Sau khoảng 8-9 tháng rồi đấy thì mình muốn trải nghiệm, bởi vì là khi mà mình trải nghiệm kể cả nước hoa nữa, mình không trải nghiệm thì làm sao mình chia sẻ với cả người khác được, vì đây là doanh nghiệp của chúng mình đúng không ạ? Thế nên là mình phải hiểu về cái doanh nghiệp của mình chứ, nếu mà không làm như thế thì không bao giờ làm được cái việc là dẫn dắt và hướng dẫn người khác giúp ra quyết định được. Thì ở đây nó có từng bài tập một, tức là chúng ta lập, thứ hai là lập danh sách người quen, thứ ba là thiết lập cuộc hẹn. Thiết lập cuộc hẹn này để chúng ta kết nối 2-1 với cả cái người hướng dẫn của mình, bởi vì khi mà chúng ta mới vào ấy thì chúng ta không tự để nói ra được tất cả mọi ưu thế của tập đoàn hay là những cái độc đáo của sản phẩm như là những người đã vào lâu rồi. Thế nên là chúng ta phải nhờ đến người hướng dẫn. Và cái bước 4 là chia sẻ cơ hội làm chủ cuộc sống, giống như là ngày hôm nay ấy, Trương Hạnh và Kim Hương đã chia sẻ đấy, về sản phẩm, về kinh doanh như thế nào đó. Và bước thứ 5 là giúp ra quyết định.
bước thứ sáu là dẫn dắt và đào tạo. Cái bước này rất là khó nha, nhiều khi chúng ta tuyển tư vấn viên vào rồi, làm thế nào để mọi người vào học Zoom này, làm thế nào để mọi người làm những bước sao chép giống như chúng ta, đấy là cái nhờ cái dẫn dắt và đào tạo. Mà muốn dẫn dắt đào tạo được người dưới mình thì bản thân chúng ta phải vào học hành và chúng ta phải có những cái kiến thức nhất định để dẫn dắt đào tạo họ, thì chúng ta mới thành công được trong môi trường này. Và ở đây thì chúng ta đã có một cái hệ thống đào tạo của S69 rồi, chúng ta cứ sao chép, chúng ta cứ làm theo thì chúng ta chắc chắn sẽ thành công. Và tập đoàn ở đây thì đã có hệ thống sản phẩm và hệ thống kinh doanh đầy đủ, chúng ta đã có một cái phần mềm thiết kế đầy đủ cho chúng ta là lương chúng ta bao nhiêu, người chúng ta như thế, dưới chúng ta như thế nào, từng một phần trăm một không có sai số, đúng không ạ? Cái thuật toán ấy cứ đến tháng là chúng ta chỉ cứ thấy tinh tinh có lương thôi, chúng ta không phải lo đến thuê kế toán hay gì cả. Đấy là một hệ thống rất là tuyệt vời về kinh doanh ạ. Đấy, ở đây thì có 9 bài tạo cơ bản, đào tạo cơ bản, 2 câu hỏi tối quan trọng, tại sao CV trả tiền cho bạn, sức mạnh của cấp số nhân, 6 bước đi đầu tiên, 6 bước làm việc với ý kiến phản đối, vĩ đại do lựa chọn, và 7 kỹ năng, cuối cùng là hệ thống sao chép, hệ thống sự kiện. Đấy, quá tuyệt vời đúng không ạ? Và chúng ta ở đây đã có bản đồ thành công rồi. Nếu như mọi người vào đây chỉ cần ngoan, học theo người hướng dẫn thôi, thì 8 tháng mọi người sẽ có xe hơi. Còn nếu như mọi người mà không ngoan, mọi người cứ chạy đi chỗ nọ, chạy đi chỗ kia, thì chắc chắn là mọi người sẽ không làm theo người hướng dẫn. Mà không làm theo người hướng dẫn thì chúng ta cứ tản mát, và sau đó chúng ta không biết là chúng ta đang làm gì đâu ạ. Vậy thì tại sao phải nắm bắt cơ hội ngay bây giờ? Bởi vì là trung bình có trên 15.000 người tham gia trong một tháng. Các ngành nghề khác nhau đang ồ ạt về Siberia. Ai cũng có thể bắt đầu có cơ hội thành công. Người bình thường làm được, chắc chắn bạn làm được tốt hơn. Cuộc đời bạn có thể thay đổi hoàn toàn sau 1 đến 3 năm. Mỗi tháng có trên 30 người vào dự án xe hơi. Kết quả là chân lý ạ. Bây giờ chúng ta đã biết là gần 500 chiếc xe hơi rồi đúng không ạ? Và chúng ta thấy là trong môi trường này chúng ta thấy rất rõ có 3 thứ ra đi không bao giờ lấy lại được. Thứ nhất là thời gian. Thứ hai là lời nói. Thứ ba là cơ hội. Vậy thì bạn quyết định bắt đầu ngay hay là còn chần chừ? Khi mà câu chuyện này nó kết thúc thì chúng ta thấy là hãy để cho chúng tôi giúp bạn là người thành công tiếp theo. Đấy là cái câu nói của tất cả những người hướng dẫn viên ở đây. Chúng ta đã được vào CV, chúng ta đã nhà tư vấn viên thì chúng ta có thể làm cho những người vào dưới mình có thể thành công giống như chúng ta, đúng không ạ? Một câu chuyện chia sẻ rất là đơn giản. Kim Hương đã vừa chia sẻ với cô chú anh chị trong Zoom rồi. Và thật ra là một cái hành trình để Kim Hương vào đây khám phá, và Kim Hương vào, Kim Hương cũng rất là ngoan, học theo người hướng dẫn từ đầu đến cuối. Thế nên là Kim Hương đã nhận xe trong 8 tháng đúng hệt như công thức thành công đấy ạ. Thế thì bây giờ xin có khoảng 2-3 ý kiến của cô chú anh chị trong room ngày hôm nay thì chắc là chúng ta phát biểu ngắn một chút, tại vì cũng là gần đến cái thời gian chúng ta còn 10 phút nữa thôi để chia sẻ. Thế nên là xin mời 3 ý kiến ạ. Về kinh doanh ạ, các anh chị có thể chia sẻ trong khoảng 2 phút. Xin mời cả nhà. Vâng, xin mời Lê Kỳ. Ơi, Trần Hoa. Rồi, cảm ơn Trần Hoa, sẽ chờ Lê Kỳ xong là đến Trần Hoa nhá. Còn ai thì giơ tay tiếp ạ. Xin mời Lê Kỳ. Vâng, cảm ơn chị Kim Hương đã cho Lê Kỳ được cơ hội lên sân khấu. Và xin chào tất cả mọi người và mặt trên Zoom. Xin chào Thủ lĩnh quốc gia Phan Nguyệt. Kỳ xin giới thiệu. Kỳ tên đầy đủ là Lê Thị Kỳ. Hiện nay là Kỳ đang còn ở tại thị trường Hà Tĩnh. Và Kỳ năm nay 50 tuổi. Và Kỳ cảm ơn cái buổi chia sẻ cơ hội làm chủ cuộc sống buổi chiều hôm nay rất là tuyệt vời. Cảm ơn em Trương Hạnh, cảm ơn Trương Hương. Kỳ được xin được giao lưu với mọi người là Kỳ được biết đến Yên CPD. Kỳ vào thì Kỳ là tìm hiểu sản phẩm để Kỳ, với cái lý do là Kỳ chăm sóc sức khỏe. Kỳ từ Hàn Quốc trở về có vấn đề về sức khỏe rất là nặng, và lúc đó là cũng đang còn cần một cái việc làm. Vì lúc đó từ Hàn Quốc trở về là thuộc về thành phần là cũng thất nghiệp, và thật may mắn trong cái rủi thì có cái may, Kỳ được dùng sản phẩm thì thấy sản phẩm tốt, và vào khi vào đây thì thấy rằng là những cái sản phẩm cái nào mình cũng cần, cái nào mình cũng muốn, và nghĩ rằng là mình mà cần thì giá như thế này thì khi mình lan tỏa là đầu tiên là đưa về cho gia đình anh chị em thì thấy mọi người đón nhận rất là nhanh, và từ đó thì Kỳ bắt đầu là lan tỏa tiếp theo cho bạn bè, và đến ngày hôm nay thì Kỳ đã có được một chiếc xe bông tuyết nhờ sự nỗ lực của đội nhóm và nhờ sự là
giúp đỡ của hệ thống S69 Sài Gòn. Kỳ rất là tự hào là đã có những cái thu nhập, mà nếu như trước đây Kỳ cũng là giáo viên thì không có cái thu nhập này, mà nếu như trước đây mà ở Hàn Quốc thì Kỳ lao động là không có cái thu nhập mà để mà có cả cái mối quan hệ và phát triển được bản thân. Nhưng mà bây giờ vào CBD thì có cả một đội nhóm tình yêu, và phải nói rằng là cái ước mơ để thay đổi chất lượng cuộc sống là rất là tuyệt vời. Được giao đi với mọi người thì phải là Kỳ muốn nói rất là nhiều và cảm thấy rất là phấn khởi khi mà từng ngày từng giờ khi nào cũng có những cái cuộc điện thoại gọi đến hoặc là mình được đi kết nối với mọi người. Cảm ơn em Lê Kỳ. Và đây có những mối quan hệ chất lượng đúng không ạ? Và kết nối với mọi người bây giờ chia sẻ như hơi thở, bởi vì đã có niềm tin và có kết quả rồi nên là chắc chắn là chúng ta sẽ chia sẻ như hơi thở. Và bây giờ thì xin mời tiếp bạn Thu Hà. Chị Thu Hà. Xin chào tất cả các anh chị và các bạn có mặt trong phòng Zoom chiều hôm nay. Cảm ơn bạn Hương cho Thu Hà chia sẻ. Tôi xin tự giới thiệu cho Tiên Lan Nguyễn Thị Thu Hà, hiện tại đang là thủ lĩnh của tập đoàn sức khỏe CVD. Và khi biết đến thực phẩm chức năng thì bản thân tôi lựa thực phẩm chức năng làm phương tiện để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình. Bởi vì Thu Hà thấy rằng là trong các lĩnh vực đầu tư thì đầu tư sức khỏe đó là đầu tư thông minh nhất. Và khi mà biết đến CVD và đã chuyển đổi thay đổi thành thói quen tiêu dùng của mình, bởi vì Thu Hà đã dùng rất nhiều thực phẩm chức năng. Và khi biết đến CVD thì biết rằng là sản phẩm chất lượng, đỉnh của chất lượng mà đáy của giá, nên là tiết kiệm được tiền thì tiết kiệm được nhiều thứ. Chính vì vậy mà Hà đã thay đổi tất cả các cái sản phẩm CVD cho nhu cầu cuộc sống của mình. Và với một nhà kinh doanh trước khi biết đến CVD là Thu Hà cũng làm rất nhiều lĩnh vực kinh doanh. Và khi mà thấy sản phẩm CVD tốt như vậy thì tôi nghĩ rằng là không những sản phẩm tốt mà kinh doanh cho vui, mà tôi thấy đây là một cơ hội xây dựng doanh nghiệp. Bởi vì để tìm ra một nguồn thu nhập thụ động, tôi phải đánh đổi 25 năm thời gian tuổi trẻ công sức để tạo cho mình một cái nguồn thu nhập thụ động. Bằng việc là cho thuê mặt bằng thì tôi có 30 triệu. Nhưng với CPD thì tôi nghiêm túc trong vòng 2 năm thì nguồn thu nhập thụ động của tôi gấp 3 lần so với nguồn thu nhập mà tôi đã đánh đổi 25 năm. Vậy thì tôi thấy rằng là để mà tìm kiếm cái nguồn thu nhập thụ động thì không ở đâu mà nhanh bằng là ngành network marketing và nhất là CPD. Chính vì vậy mà khi tôi đã nghiêm túc quay trở lại để nghiêm túc làm xây dựng doanh nghiệp này thì hiện tại là tôi đang phấn đấu trong vòng 5 năm nữa thì tôi sẽ đạt những cái nấc thang cuối cùng của CVD và tạo cho mình một cái nguồn thu nhập thụ động, và đặc biệt đó là nguồn thu nhập này sẽ là chuyển cho con mình. Bởi vì tôi biết rằng bây giờ mà tôi đưa 25 năm để cái nguồn thu nhập của tôi mà bây giờ trao cho con thì có thể là nó không tồn tại, bởi vì có thể con tôi nó bán bất cứ bất động sản của tôi bất cứ lúc nào. Nhưng với cái thông minh đó là ngành kinh doanh network marketing thông minh, đó là đầu tư vào hệ thống, đầu tư vào con người, thì con cái tôi không bao giờ bán được những cái con người mà tôi đã xây dựng ở đây. Chính vì vậy mà tôi rất happy với ngành này. Cảm ơn. Vâng ạ, cảm ơn chị Thu Hà rất là nhiều. Chúng ta vào đây, chúng ta có một hệ thống ở dưới mình, và chúng ta có một hệ thống là di động, bất động sản di động đúng không ạ? Và quá tuyệt vời. Và chúng ta còn thừa kế cho con cái trong tương lai nữa. Đấy là một điều rất là tuyệt vời ạ. Và xin mời chị Hoa Trần ạ. Sau đó xin mời em Quyên. Vâng, cảm ơn chị Hương. Một người chị rất là tuyệt vời. Một người chị vừa có tâm vừa có tầm. Rất là biết ơn chị. Hôm nay chị đã cho cả phòng Dung những cái kiến thức rất là bổ ích. Xin chào cả nhà ra tên Dung. Chúc cả nhà một buổi chiều tràn đầy năng lượng. Tôi là Trần Hoa, tôi đang ở thị trường Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Trước khi đến với CVD thì tôi là một công chức nhà nước trong ngành giáo dục 30 năm. Và tôi cũng tham gia rất là nhiều cái lĩnh vực kinh doanh, là nghề tay trái của mình. Tất cả lĩnh vực đó thì cho Hoa rất là nhiều cái giá trị. Nhưng mà giá trị về cái chất lượng cuộc sống thì Hoa chưa tìm kiếm được. Cuộc đời Hoa rất là may mắn. Phải nói là cực kỳ may mắn khi Hoa gặp một người bạn
cùng khu phố với nhau, không ai khác đó là thủ lĩnh quốc gia Phan Nguyệt. Bạn ấy không những cho Hoa cơ hội biết đến tập đoàn CBG mà bạn ấy còn giúp Hoa ra một cái quyết định bỏ cái lớn để cái lớn hơn. Và hôm nay thì tìm được những cái điều mà Hoa bấy lâu nay khát khao, đó là được hợp tác với tập đoàn CVD. Thì sau một năm hợp tác với tập đoàn CVD thì Hoa đã gặt hái được rất là nhiều cái giá trị. Đầu tiên là về cái sức khỏe, đưa lại cái sức khỏe cho đại gia đình của Hoa. Giá trị thứ hai là giá trị về cái mối quan hệ mà Hoa được đón nhận ở đây, càng ngày càng lớn lên, càng ngày càng nhiều ra, và càng ngày càng những cái người mà một cái người rất là xa lạ như chị Hương, chị Hà, em Quyên, em Kỳ, tất cả những người không hề quen biết nhưng mà trở thành giờ lại là thân thiết với nhau, trở thành là cùng nhau hỗ trợ nhau để giúp nhau làm giàu tập thể. Cái đó là cái giá trị vô cùng to lớn. Hoa cũng muốn cho cả gia đình mình chúc mừng Hoa một điều là tròn một năm thì Hoa đã vào dự án ô tô. Một người mà sau khi vừa nhận được cái quyết định về hưu 30 năm cống hiến trong ngành giáo dục, cũng là vừa nhận được một cái thông tin là nhận được cái tập vào được dự án ô tô. Và hôm nay thì Hoa đã lên quán cà phê của con trai và cùng với con trai để tròn được cái xe, để cho gọi là chuẩn bị cho mình là cái xe phần thưởng của tập đoàn CVD. Rất là tuyệt vời, đúng không cả nhà? Rất tuyệt vời, chúc mừng gia đình cả nhà Hoa. Vâng, xin cảm ơn cả nhà. Chúc mừng Hoa chuẩn bị chúng ta có một buổi nhận xe, đúng không ạ? Nhận xe của Trần Hoa và gia đình chắc chắn là sẽ đến rất là nhanh trong đầu tháng rồi, đúng không Hoa? Đã chọn xe rồi mà. Hoàn thành hồ sơ trước ngày 20, thế nên là chúng ta sẽ có một cái buổi lễ nhận xe sớm đây thôi, đúng không ạ? Chúc mừng gia đình nhé. Xin mời thủ lĩnh Quyên ạ, xin mời thủ lĩnh Nguyễn Quyên ạ. Hello, xin chào tất cả anh chị em đang có mặt trên Zoom. Xin chào chị Kim Hương và các anh chị. Em tên là Quyên, hiện nay thì em đang ở thị trường Vĩnh Phúc. Đến với CVD thì em là cô giáo mầm non và cũng mở cho mình một cái trường tư thục. Và ngày nay thì sau khi kinh doanh cùng với CVD thì hiện tại thì em là thủ lĩnh của tập đoàn CVD. Em thì nói chung là một người cũng rất là thích kinh doanh. Ngoài công việc chính của mình thì em làm rất nhiều các công việc từ bên sữa non và cái dòng sản phẩm Herbalife á. Và ở đó thì cũng cho em những cái thu nhập cũng rất là tốt. Nhưng mà để mà mình giúp đỡ được nhiều người có thu nhập hơn á, thì nó khó hơn. Nhưng mà khi mà em biết đến CBD thì em thấy mô hình kinh doanh CBD á, sản phẩm thì hợp lý, giá thành thì phù hợp với mọi đối tượng, người nghèo, người trung bình thì đều sử dụng được nó. Chính vì vậy là em đã tìm hiểu nghiêm túc về CBD và sau 2 năm thì em thấy em cũng đạt được những cái kết quả và sở hữu cho mình chiếc xe bông tuyết về thị trường Vĩnh Phúc của mình và giúp được 3 đồng đội của mình có xe tiếp theo. Và em thấy đây là một cái mô hình kinh doanh siêu thông minh và nó phù hợp nhất ở cái thế kỷ 21. Và vì là nó dựa trên nền tảng công nghệ 4.0, cho nên là không phân biệt bạn là ai, tuổi tác hay là bằng cấp gì cả. Việc của chúng ta chỉ cần có ước mơ, có khao khát, có mong muốn mình vào đây mình được trẻ hơn, khỏe hơn, đẹp hơn, và mình lại có tiền, mình lại giúp được người khác có thu nhập trong này. Thì chúng ta hãy nghiêm túc, chúng ta chỉ cần nghiêm túc thôi, chúng ta chỉ ra quyết định ký và làm, thì chắc chắn chúng ta sẽ có kết quả được. Thế cho nên là em cũng gửi đến thông điệp cho tất cả anh chị em chúng ta hôm nay may mắn được vào nghe buổi Zoom này. Các bạn là người mới thì các bạn hãy cho mình cái cơ hội ký kết với công ty, và chúng ta cứ tin người chia sẻ cho chúng ta về cái cơ hội này. Chúng ta cứ mạnh dạn ký hợp đồng và chúng ta bằng cách chúng ta học và làm theo người thành công thì chắc chắn các bạn sẽ thành công. Còn các anh chị em mà chúng ta đã biết đến CVD, chúng ta là những người rất thông minh. Quên phải nói là các bạn là người thông minh. Việc của chúng ta là hành động liên tục mọi lúc mọi nơi, thì chắc chắn chúng ta ai cũng có kết quả, nhất là trong năm 2022 này. Các bạn chỉ cần nghiêm túc thì chắc chắn chúng ta sẽ sở hữu cho mình những chiếc xe bông tuyết và giúp được đồng đội của mình có xe. Em quên xin cảm ơn cả nhà, xin cảm ơn chị Kim Hương
Xin cảm ơn Trương Hạnh cũng đã chia sẻ buổi Zoom rất là tuyệt vời. Và khi mà hai anh chị đã chia sẻ thì em cũng chia sẻ cho người dì của em ở Lạng Sơn, và dì cũng đã đón nhận ngay khi nghe cái buổi Zoom này. Chính vì vậy là em cũng rất là cảm ơn hai chị đã dành thời gian chia sẻ cái buổi Zoom hôm nay. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe em Quyên chia sẻ. Chúc cả nhà có một buổi chiều vui vẻ. Ôi, cảm ơn em Quyên rất là nhiều. Đây, em Quyên bây giờ đã là thủ lĩnh rồi, lương 9 chữ số rồi cả nhà. Và đấy là một điều tuyệt vời khi mà chúng ta vào đây, đúng không ạ? Từ một hiệu trưởng trường mầm non, bây giờ là đã có lương 9 chữ số và có xe hơi để đi khắp nơi, tự do, lúc nào cũng đi cũng được. Và Quyên đã đi suốt cái hành trình thịnh vượng trong suốt 18 ngày vừa qua, đúng không? Đấy là một cái điều mà tuyệt vời, mà không thể là một cô giáo có thể đi được cả một chặng đường như thế, một cách nó tự do như vậy. Môi trường tuyệt vời, đúng không cả nhà? Và bây giờ thì cũng đã hết giờ để chúng ta giao lưu buổi hôm nay rồi. Không biết thủ lĩnh quốc gia Phan Nguyệt có ý kiến trao đổi không? Có anh chị cô chú nào trong Zoom muốn đặt câu hỏi không ạ? Ok, em cảm ơn chị Hương. Bối cảnh nó không phù hợp lắm vì em ở trong quán cà phê. Nhưng mà ngày hôm nay thì các anh chị biết được rằng là CBD nó đang lên ngôi. Nó lên ngôi là vì nhờ chất lượng, nó lên ngôi là vì giá thành. Ngày hôm nay thì Nguyệt uống cà phê thì Nguyệt lại được rất nhiều cú điện thoại, trong đó có một cú điện thoại đến từ Quảng Bình. Bạn ấy nói rằng là chị Nguyệt ơi, bây giờ em muốn lấy sản phẩm này về ở chỗ em có được hay không, và em muốn đăng ký để kinh doanh. Thì thực ra đây là một cô bé mà tôi chơi với bạn ấy, là thỉnh thoảng nếu như đã đi bằng xe Bắc Nam á, bằng xe hơi của mình á, thì lúc nào Nguyệt về Quảng Bình thì Nguyệt cùng loài em ấy ra chơi, và có khi thì tôi ghé thăm. Thế là tôi chẳng có nói gì về kinh doanh cả, nhưng ngày hôm nay thì bạn ấy đã theo dõi trên trang cá nhân của Nguyệt thì nói là em thấy chị thành công quá, nên là giờ bây giờ em muốn làm thì em đăng ký có được không. Thế là lại thêm có một người lại lan tỏa ra Quảng Bình. Các bạn thấy thích không ạ? Nên là ngày hôm nay các bạn cũng cần phải nói nhiều đó ạ. Mà ngày hôm nay đó là chúng ta hãy đến với mọi người bằng cả trái tim. Con người đi trước, công việc đi sau. Họ có làm CBD hay không thì họ vẫn phải đánh răng, họ vẫn phải tắm, họ vẫn phải gội đầu. Mà trong sản phẩm của chúng ta thì nó đa dạng, nó phục vụ từ đầu tới chân, từ trong ra ngoài. Chính vì vậy là đây là một cơ hội mà các bạn hãy nắm bắt nó. Tôi thấy được rằng là ngày hôm nay, riêng ngày hôm nay thì chúng tôi có tới 4 người đăng ký mua sản phẩm các anh chị. Và khi mà tôi nhấp chuột làm lít cho em ấy cái thì em ấy tự động mua hàng và mua một lượng body rất là nhiều. Và tôi quên là chưa giới thiệu cho các bạn, cho bạn ấy về một cái dòng, đó là dòng bôi về eo. Ai trong số các anh chị được bôi cái này đây này? Đây là một trong những cái sản phẩm mà Nguyệt mới được trải nghiệm. Phải nói rằng là cho một cái body rất là hài lòng, cái da bùng của mình ấy, nó săn chắc lại, chứ nó không làm, không hề một cái tổn thương nào trên nốt da của mình. Mặc dù khi bào bôi vào thì nó rất là dễ thương, đúng không ạ? Rất là dễ chịu, nó nóng lên nhưng mà nó lại làm cho cái da của mình săn chắc. Thì đây là một trong những cái mà có thể là đánh vào những cái người nào đang có nhu cầu về làm cho eo thon, thì đây là một trong những sản phẩm. Nhưng mà giá thành thì cực kỳ là happy vì nó, đúng không? Chỉ có hơn có 300 ngàn thôi. Tôi cũng mua xài nên không để chi tiết là con số lẻ phía sau là bao nhiêu. Nhưng mà nhớ là nó chỉ hơn 300. Thì bôi, các anh chị cứ bôi cho Nguyệt buổi tối hoặc là lúc nào cũng được. Rồi sau đó có thể là dùng một cái miếng ni lông mỏng á, chúng ta dán lại một chút. Thì sau đó nó cảm nhận được cái nóng và nó làm cái da của mình săn lại. Tôi đã thử cái đầm mà bấy lâu nay Nguyệt chặt không mang được. Thì ngày hôm nay mình mới bôi một tuần thì Nguyệt mang lại thì thấy cái lỏng lẻo. Đó là một cái sự mà tôi cảm thấy happy vì nó. Thì các bạn biết được sản phẩm CBD nó không phải một sản phẩm này đó, mà nó rất rất nhiều sản phẩm mà chưa có một người nào đến với CBD đều quay lưng. Và bây giờ thì không biết là trong Zoom có ai muốn đặt câu hỏi gì không? Đó, là chị Uyên Lê cho nên. Sao em? Dạ em có người mới, chị Uyên Lê á. Rồi có ai muốn hỏi gì? Uyên Lê có muốn giao lưu, có muốn hỏi gì không em? Về thon hết cha ta máu bụng đó mình không có nịch lại rồi nó có hiệu quả không chị? Chị Nguyệt, chị không nịch, chị chỉ thoa lên thì chị thấy là nó săn lại. Không có dùng cái nịch mà chị chỉ lấy một cái miếng ni lông mỏng mỏng là vì chị sợ nó dính sang váy á, thì nó giảm đi, nó thấm đi một ít của mình á, thì chị tiết kiệm bằng cách là chị thoa xong thì lấy chị dán lên một cái thì không cần phải nịch chị ạ, dán cái nó dính lại.
để sau đó là khi nào hết nóng thì mình tháo nó ra bình thường. Đấy đấy, đơn giản vậy. Chuyện Lê à? Lên Lê, em có muốn hỏi gì không? Em chào chị. Em chào chị. Em yêu Lê. Alo. Em cứ nói đi, Uyên Lê. Dạ. Em muốn hỏi về sản phẩm Stevia. Sản phẩm gì em? Nhưng mà bạn ấy nói thì cũng chẳng nghe thấy. Ok. Ok ok ok. Em ơi, em vừa nói về sản phẩm gì chị nghe chưa rõ nhỉ? Em bật mic lại đi. Em bật mic lại đi xong em nói lại. Em hồi mới vô cái series của em đã giới thiệu em. Ừ, thế bây giờ em muốn sản phẩm bôi mặt à hay là gì? Ý em là em muốn tìm hiểu về cái Seria chị. Ủa là Seria từ từ đầu clip đến bây giờ, từ đầu đầu chương trình OPP thì hôm nay thì em đã thấy thứ nhất là bọn chị giới thiệu về vùng nguyên liệu, đúng không ạ? Vùng nguyên liệu ở Seria, mùa đông nó âm 70 độ, mùa hè nó nắng 40 độ và tất cả các sản phẩm ở đây đều từ thảo dược Seria cả. Đấy thì em sẽ có những clip ở trên YouTube, em có thể xem về vùng nguyên liệu này, em có thể đánh tên vào đấy, vùng nguyên liệu Siberia. Thứ nhất là, thứ hai nữa là em có thể xem là 10 ưu thế của tập đoàn Siberian Wellness. Em cũng đánh tên vào như thế, 10 ưu thế thì nó sẽ có các clip tiếp theo. Và bây giờ có rất là nhiều clip về sản phẩm OBB như thế này. Em muốn tìm hiểu về cái gì đấy, em đánh cái từ khóa vào là em tìm được ở trên YouTube rất là nhiều em ạ. Bởi vì Siberia nó kinh doanh ở Việt Nam 7 năm rồi và hàng nghìn các cái bài viết và những cái clip ở trên đó. Rất là dễ để cho em nghe và em tìm hiểu. Ngoài ra thì em có thể vào trang web của tập đoàn thì bạn ấy sẽ gửi cho em cái list về sản phẩm ở trên đó, thì có cả một cái list và file PDF cho em được gửi qua Zalo này. Và em cũng có thể vào trang web trực tiếp của tập đoàn để em có thể nhìn được tất cả các loại sản phẩm, từ sản phẩm cho xương cơ khớp thần kinh đến tim mạch và cả sản phẩm về thẩm mỹ sắc đẹp. Đấy, dầu gội đầu cho mình, răng là nó ở phần mỹ phẩm, nước hoa nó ở trên đấy hết. Em có thể tham khảo nhé. Và em click vào đấy thì nó sẽ ra được các tính năng của từng loại sản phẩm nữa. Đấy. Rồi, cảm ơn em. Xin mời ai có câu hỏi tiếp theo đúng không ạ? Nếu không thì... Bạn Anh Sơn có câu hỏi ạ? Mình có một người có họ ho ra máu á. Thì mình dùng cái sản phẩm gì để mà hỗ trợ cho người ta trong đề có lẽ là bị phổi á. Những cái bệnh thứ nhất ý, anh ạ, những cái sản phẩm của chúng ta là hỗ trợ sức khỏe. Trong trường hợp mà người ta đã bị ho ra máu như thế thì tốt nhất là anh mời người ta đến bệnh viện để chụp phổi anh ạ. Bởi vì hiện nay có rất nhiều người hậu Covid họ bị bị tổn thương phổi từ rất lâu rồi mà chúng ta không biết ý, thì tốt nhất là nên đến bệnh viện để người ta chụp phổi xem là phổi hay là cái họng của người ta ấy. Cái phế quản người ta có bị tổn thương hay không, bởi vì khi đã ho ra máu rồi chúng ta không thể coi thường được, là một là chúng ta không thể điều trị như bác sĩ được vì chúng ta không phải là bác sĩ. Mà sản phẩm ở đây ấy, nó chỉ để hỗ trợ sức khỏe thôi cho những cái người mà bình thường hay có bệnh, thì nó hỗ trợ để cho nó làm cho người ta khỏe lên chứ không phải là chúng ta thay bác sĩ được anh ạ. Bởi vì em biết là có những người là khi mà mắc Covid, hậu Covid nó rất là nặng, nó ảnh hưởng đến tim này, nó chú họ của em thực rất là mới sinh năm 65 thôi nhưng nó ảnh hưởng đến tim ạ. Đến tim và nó sưng phù nề tim và nó suy cả thận nữa và bị sốt liên miên trong khoảng 3-4 ngày, cứ tưởng sốt bình thường tiếp nước ở nhà. Thế thì đến lúc mà đi bệnh viện thì quá muộn. Dịch màng phổi nó đã tràn ra rồi. Thế nên là những bệnh này chúng ta tốt nhất ý, kể cả chúng ta muốn cho người ta dùng thuốc sản phẩm thì mọi người cũng phải có bác sĩ tư vấn ở những cái việc mà nó đã ho ra máu như thế là cũng không thể tự tùy tiện được đâu ạ. Xin cảm ơn. Dạ. Uyên Lê hỏi gì? Em hỏi giờ bà vì em bị vấn đề về